Rồi em chào mấy chị đang xem live nha, chị nào xem live thì mình chấm bài lên giùm em với mấy chị. Rồi chị nào vào like chấm bài lên giùm em cho chị Mai lên này. Mỗi chị vào like chấm bài giùm em đi mấy chị. Ai vào like rồi thì mình chấm bài lên giùm em với nha. Em chào chị Rokida này. Rồi hello mấy chị nha. Chị nào vào live rồi mình chấm bài lên giùm em đi mấy chị đẹp ơi. Vào live chấm bài giúp em với nè. À chị Hiền Thắng ơi, chị còn đơn em còn giữ bên chị á chị. Mã một hả chị, cái này là lụa xốp giùm em nha chị nha, cái này là lụa xốp giùm em nha. Cái đó là lụa xốp á chị. Rồi chào Rukida này. Rồi mỗi chị xem like chấm bài lên giùm em. Hiền Thắng chọn thêm một mảnh nữa thôi, một mảnh hai mảnh nữa thôi là đi đơn được đó nha Hiền Thắng nha. Hoa to hả? Hoa to cái đó là von rồi chị. Cái đó là von rồi nha chị Hải Đa nha. Rồi chị nào vào like rồi thì chấm bài lên giùm em thôi mấy chị nè. 2m mã 1 cho chị Hiền Thắng nè, ok chị nha. Rồi mấy chị chờ em xíu nha mấy chị nha. Mã 1 cái này là lụa xốp á chị ơi, lụa xốp á nha. Mã 1 là lụa xốp á chị. Rồi ai đang xem thì mình chấm bài lên giùm em đi mấy chị nè. Chị nào đang xem thì chấm bài lên giùm em với nè. Rồi chị nào đang xem chấm bài lên giùm em đi mấy chị ơi, chấm bài lên giùm em. Rồi ai like chốt lên giùm em, cái này em có được 2m thì mấy chị ơi, 2m lụa này. Nên gần chị xem nha em. Rồi ai like chốt lên giùm em nè mấy chị nè, like chốt lên giùm em. Rồi ai đang xem thì mình chấm bài lên giùm em đi mấy chị.
chấm mai lên giùm em. Để chốt. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em mã 31 này mấy chị này, 31 nha. Chị nào lấy chốt mã 31 lên giùm em, ai lấy 31 chốt 31 lên giùm em nha mấy chị. Mã 31, ai lấy 31 chốt 31 lên giùm em này mấy chị, mã 31 này. Chốt 31 lên giùm em, 31 cho chị Hân Thị Nguyễn nè. Chị Hân Thị Nguyễn cho em số điện thoại với nha chị nha. 31 cho chị Hân Thị Nguyễn. Cho em xin số điện thoại với nha chị ơi. Rồi 100 ngàn một ký mấy chị nha. Để em ghim giá nè. Yeah. Rồi em chào chị nhà Mai Tường Vy nha. Rồi ai like chốt lên giùm em nè mấy chị nè. Rồi chị Hoa Nguyễn Minh lên số điện thoại giùm em với chị nha. Rồi cái này em có được 3 mét nè mấy chị nè. 3 mét hơn chị mua một đơn rồi. À em cảm ơn chị nè. Like chốt lên giùm em mã 68 nha mấy chị nha, 68 ngàn. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 68. Chốt 68 lên giùm em nha mấy chị, 68 ngàn. Chị nào lấy chốt mã 68 nha mấy chị nha, 68k. Ai lấy thì mình chốt 68 lên giùm em nha mấy chị, mã 68 nè. Chốt mã 68 lên giúp em nha mấy chị ơi, 68 ngàn. Ai lấy chốt mã 68 nè, 68 nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt mã 68 lên giùm em nha mấy chị, 68. Có co giãn 3m 68k. Cái này chắc bao đẹp cho mấy chị luôn, 68 nè. 68 lập thể sau lưng em chị xem. Lập thể nha chị. Cái này đúng không chị? Cái này là satin nha chị nha. 68 chị quần dao nè. Cái này là satin hả chị? Cái này là satin nha chị nha, satin. Còn cái này là lụa 100D. Chị chốt lên giùm em mã số 2 nha chị. Ấy là 100 ngàn một ký nha chị Hoa Nguyễn Thị nha. Hôm nay là 100 ngàn một ký nha chị. Hôm nay là 100 ngàn một ký nha. Chị mua cỡ tầm 4-5 sách là đi đơn được nha chị Hoa Nguyễn Thị nha. Bữa trước là hàng sale, còn hôm nay là hàng rất là đẹp luôn á chị Hoa Nguyễn Thị nè. Hôm nay là hàng rất là đẹp luôn. Rồi lên cho mấy chị khúc von này. Chị nào lấy von thì chốt von lên giùm em, mã von. À dạ, yeah. Ok chị Hải Đa. Rồi cái này ai lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 2m2 nè. 2m2, chị nào lấy chốt lên giùm em 2m2. 2m2 38 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 38 nè. Chốt 38 lên giùm em nha mấy chị, mã 38. Ai lấy 38 chốt 38 lên giùm em nè mấy chị, mã 38 nè. Mã 38 chị nào lấy 38, cái này là von nha mấy chị nha, 38, 38 nha mấy chị nha, 38. 38 chốt chị Nhã Lam. 38 với chị Nhã Lam nè. Rồi lên cho mấy chị một mã này, chị nào lấy chốt lên giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em lụa nhí xanh này mấy chị, nhí xanh nha. Cái này em có được 1,5m nhí xanh này. 1,5m nhí xanh, chị nào lấy chốt lên giùm em 1,5m. 1,5m 28 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 28 này. Chốt mã 28 lên giùm em nha mấy chị, 28k. Ai lấy thì mình chốt mã 28. Chốt mã 28 lên giùm em nha mấy chị, mã 28 này. Ai đang xem live chấm bài lên giùm em mã 28. Chốt 28 lên giùm em nha mấy chị ơi, 28 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt mã 28 này. Chốt mã 28 lên giúp em nha mấy chị, 28k. 28 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 28. Chốt 28 lên giùm em nha mấy chị, mã 28 nè. 28 nha mấy chị nha. Rồi cái này em còn mảnh von. Cái này em có được 1,5m von này. 1,5m von, chị nào lấy chốt lên giùm em 1,5m. 28 chốt chị Nhã Lam. Rồi cái này 23 ngàn này mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 23 nha mấy chị nha, 23. Ai lấy 23 mình chốt 23 lên giùm em mã 23 nè. Mã 23 nha mấy chị nha, 1,5m 23k. Chị nào lấy thì mình chốt mã 23 lên giùm em 1,5m nha mấy chị. 1,5m chỉ có 23 ngàn thôi. Ai lấy 23 chốt 23. Cái này là von. Rồi mấy chị lót giùm em nha mấy chị, 23 ngàn. Chị nào lấy 23 chốt 23 lên giúp em mã 23. 23 nha mấy chị nha. 23 em chốt chị Quỳnh Giao nè. Rồi ai lấy mã này nữa thì chốt. Cái này em có được 1,5m lụa này mấy chị. Cái này có chắc co giãn cho mấy chị luôn, 1,5m. 1,5m chị nào lấy chốt lên giùm em. Cái này là 24 ngàn đi mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em mã 24. Chốt 24 lên giùm em nè mấy chị, mã 24 nè. Chị nào lấy 24 mình chốt 24 lên giùm em nha mấy chị, mã 24. 24 em chốt cho chị Hoa Nguyễn Thị nè. 24 cho chị Hoa Nguyễn Thị. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nè. Chị nào lấy lụa chốt lụa lên giùm em. À quên, von mấy chị, von S. Em lộn. Von S thì mấy chị nhăn, von S nè. Von F cái này em còn được 2m2 von F.
22V ép chị nào lấy chốt lên giùm em 2m2, cái này 34.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 34. Chốt 34 lên giùm em nha mấy chị, mã 34. Ai lấy 34 mình chốt 34 lên giúp em nè mấy chị. Von ép màu đỏ nha mấy chị nha, 34.000. Mã 34 nha mấy chị nha, 34. Ai lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34. Cái này là von lụa không cần lót nha chị nha. 34 em chốt cho chị Hân Nguyễn Thị nè. 34 cho chị Hân Nguyễn Thị. Cái này không cần lót nha chị ơi, von lụa không cần lót, nhí giùm em. Nhí giùm em nha chị nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa này. Trời cái này mềm rũ chắc không có nhăn nha mấy chị nha. Này mềm rũ chắc không nhăn giùm em, chị nào lại chốt lên giùm em. Cái này em có được 3 mét nè. 3 mét chị nào lại chốt lên giùm em 3 mét. 3 mét ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 48. Chốt 48 lên giùm em nha mấy chị nha, mã 48 nè. Ai lấy 48 chốt 48 lên giùm em mã 48 ai vậy? 48.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 48. Em chào chị Tặng Võ nha, mã 48.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 48 mấy chị ơi, 48.000 cái này lụa 3 mét. 3m 48.000, ai lấy chốt mã 48 nó giùm em mã 48. Chốt 48 nó giùm em mã 48. Nãy tiền giấy, đây là tiền loan. Rồi cái này em có được 1,5 satin nha mấy chị nha, cảm ơn chị Tặng Võ nha. 1,5 satin loan, chị nào lấy chốt lên giùm em 1,5. 1,5 chị nào lấy chốt lên giùm em 1,5 27.000. 1,5 27 chị nào lấy 27 chốt 27 lên giùm em nha mấy chị mã 27 nè. Ai lấy 27 mình chốt 27 lên giùm em mã 27. Mã 27 lên giùm em nè mấy chị, mã 27 nè. Ai lấy chốt mã 27 lên giùm em 27k. 27 nha mấy chị nha, 27. 27 em chốt cho chị Nhi nè. Rồi satin nè mấy chị. Ai lấy satin chốt satin lên giùm em satin. Cái này em còn 2 mét satin chắc có co giãn nha mấy chị nha, 2 mét satin nè. Ai đang xem like chấm bài lên giùm em nha mấy chị nha. 2 mét satin ai lấy chốt lên giùm em mã 24. Satin 24, chị nào lấy 24 chốt 24 lên giùm em nè mấy chị, 24.000 nè. Chị nào lấy 24 mình chốt 24 nha mấy chị nha, 24. Ai lấy 24 chốt 24 giùm em mã 24. Mã 24 lên giùm em nha mấy chị, 24k. Ai lấy thì mình chốt mã 24. 24 nha mấy chị ơi, 24. Lấy chốt mã 24 lên giúp em. Mã 24 nè. Mã số 5, cái này là đuổi nha mấy chị nha. Cái này là chắc đuổi giùm em. Mã số 5, cái này là lụa Hàng Châu nha mấy chị nha, lấy cái mét lên giùm em nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa nhũ nè. Em chào chị Hồ Cẩm Văn nè, chọn thêm cho đủ đơn nha chị. Cái này em có được 1m7. 1m7 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m7 40.000. 40.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 40 nha mấy chị. Chốt 40 lên giùm em nè mấy chị nè, 40. Lụa nhũ 40k, ai lấy chốt lên giùm em 40 nè mấy chị. Em chào chị Khải Trúc nè. 40.000 nha mấy chị ơi, lấy chốt lên giùm em mã 40. Chốt 40 lên giùm em. Mã 40 nha mấy chị nha, 40k. Ai lấy thì mình chốt 40 lên giùm em mã 40 nè. Chốt 40 nha mấy chị nha, 40. 40 nha mấy chị nha. Ai lấy thì chốt mã 40. Ok chị nè, em cho chị Trúc Bùi nha. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em. Chốt thêm cho đủ đơn nha mấy chị nha. Rồi cái này em còn 3 mét nè mấy chị nè, 3 mét. Ai lấy 3 mét chốt lên giùm em nè mấy chị, 3 mét von cát hàng nè mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 52. Cát hàng 52, chị nào lấy 52 chốt 52 lên giùm em mã 52 nè. Ai lấy 52 mình chốt 52 lên giùm em mã 52. 52 chị nào lấy 52 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 52 nha mấy chị nha, 52k. Ai lấy thì mình chốt mã 52 nè. Mã 52 mấy chị ơi, 52. 52 em chốt chị Nhã Lam nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh, cái này là lụa nha mấy chị nha. Hồng 40k. Tại gì em? Hồng. À cái này là đuổi nhũ chị ơi. Cái này là đuổi nhũ nha, chắc đẹp lắm. Hồng như cái này ai cũng thích cái này hết, 40k nha chị nha. Đuổi nhũ chắc co giãn mềm cho mình luôn nha. Cái này là 40.000 nha chị. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Okay. Rồi cái này em còn 3,5 mét thì mấy chị, 3,5 mét chị nào lại chốt lên giùm em 3,5 mét. Cái này mấy chị muốn chia thì chia nha mấy chị nha, 3,5 mét nè. 3,5 mét ai lại chốt lên giùm em mã 66 hả? 66 chị nào lại chốt lên giùm em mã 66 nha mấy chị nha, 66 von lụa, cái này mềm dạng à, cái này là mát lắm mấy chị ơi. 66.000 ai lại chốt lên giùm em mã 66 nè. Chốt mã 66 chốt chị Hải Đa nè.
66 chị Hải Đa. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nhí xanh nữa nè mấy chị. Cái này chắc đủ lên áo cho mấy chị thôi, mấy chị nghe kỹ số mét giùm em nha. Rồi cái này đủ áo cho mấy chị nè, em còn được 1m1 nha mấy chị nha, 1m1 nè. 1m1 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m1. Lấy chốt lên giùm em ạ, 17. 17 ai lấy 17 chốt 17 lên giùm em 17. 17 nghe nha mấy chị nha, cái này đủ lên áo cho mấy chị 17k. Đây nè chị. Ai lấy 17 chốt 17 lên giùm em nha mấy chị nha. 17 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 17 nè. Chốt 17 lên giùm em. Mã 17 nha mấy chị ơi, 17k ai lấy 17 chốt 17 nè mấy chị, 17 nè. 17 cho chị Quỳnh Quỳnh nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nữa nè, cái này lên áo thôi mấy chị. Cái này chị đủ cho mấy chị lên áo thôi. Lên áo thôi hả? Cái này em có được 1 mét này mấy chị ơi, lên áo siêu nhẹ luôn, lụa Hawaii giùm em nha. Lấy chút lên giùm em mã 10. Ai lấy 10 chút 10 lên giùm em mấy chị mã 10 nha. Chị nào lấy 10 chút 10 lên giùm em, lên áo cho mấy chị bao đẹp luôn. 10 nha mấy chị nha. Ai lấy 10 chút 10 lên giùm em mã 10 nè. Lấy 10 chút 10 lên giùm em nha mấy chị mã 10. Mã 10 em chào chị Phương Linh Hoa. Chị lên số điện thoại giùm em đi chị Phương Linh Hoa nha. Lên giùm em số điện thoại nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè, cái này em có đủ áo cho mấy chị nè. 1m1 mấy chị ơi, 1m1 von nha. 1m1 von, chị nào lấy von chốt von lên giùm em mã 15. Chốt 15 lên giùm em mấy chị mã 15 nè, 15. Áo 15 chị nào lấy 15 chốt 15 lên giùm em, cố gắng chọn đủ đơn giùm em nha chị Phương Linh Hoa nè. 56 sắc là đủ đơn đó chị ơi. 56 sắc là đủ đơn thôi. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Nhớ cho em đúng số luôn nha. 15 ngàn thôi mấy chị. Von hoa 15, chị nào lấy 15 mình chốt 15 này mấy chị nè, 15. Rồi cái này 100D mấy chị nè. 100D chị nào lấy chốt lên giùm em lụa 100D. Cái này em có được 1m rưỡi. 1m rưỡi lụa 100D, chị nào lấy chốt lên giùm em 1m rưỡi 29 ngàn. 29 chị nào lấy 29 chốt 29 lên giùm em mã 29 mấy chị. Chốt mã 29, 100D chắc co dạng 29 ngàn. Ai lấy 29 chốt 29 lên giùm em này mấy chị mã 29k. Mét rưỡi nha mấy chị nha, 1m rưỡi 29 ngàn. Ai lấy thì mình chốt mã 29 mấy chị nè. 29 ngàn 100D chắc co dạng mềm cho mấy chị luôn 29. Ai lấy 29 chốt 29 lên giùm em mã 29 nè. Mã 29 nha mấy chị. 29 em có mảnh xốp hoa này mấy chị nè. Xốp hoa cái này chắc mềm rũ lắm luôn. Cái này em có được 1m rưỡi luôn nè. 1m rưỡi xốp hoa, ai lấy chốt lên giùm em 1m rưỡi. Cái này là 31 ngàn, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 31. Xốp hoa 31 nè. Xốp hoa 31, ai lấy 31 chốt 31 lên giùm em nha mấy chị, mã 31. Chị nào lấy 31 chốt 31 lên giùm em nè mấy chị ơi, 31 ngàn. Ai lấy 31 mình chốt 31 lên giùm em, mã 31 nè. Mã 31 nha mấy chị nha, 31k. Ai lấy 31 mình chốt 31 lên giùm em mã 31 nè. 31 nha mấy chị, 31 mình chốt cho chị Giao nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh xốp nữa nè. Cái này em có đủ áo cho mấy chị luôn. 1m1 nha mấy chị nha. Cái này may đồ cho bé đẹp lắm luôn nè mấy chị. Lấy chốt lên giùm em. May đồ bé giùm em nha. Chị nào lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em mã 28 nha chị nè, 28 ngàn. Ai lấy 28 mình chốt 28 lên giùm em nha mấy chị, mã 28. Chốt mã 28 nó giùm em, chắc này có co dạng xốp hoa 28 may đồ bé mấy chị, 28 ngàn. Mã 28 nó giùm em, chị nào lấy 28 chốt 28 nha mấy chị, mã 28 nè. 28 nha mấy chị ơi, 28k, ai lấy thì mình chốt 28. Mã 28 nó giùm em nha mấy chị, 28 nè. Ai lấy 28 chốt 28 giúp em, mã 28. Rồi lụa hoa này mấy chị. Ai lấy lụa hoa chốt lụa hoa lên giùm em, 28 chị Trần Nhi. Cái này em có được 3m lụa hoa. 3m lụa hoa nha mấy chị. Trời cái này mềm rũ lắm luôn nè. 3m lụa hoa, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 52. Chốt mã 52 lên giùm em, 3m 52 ngàn mấy chị. 3m 52 nè. 3m 52, chị nào lấy 52 mình chốt 52 lên giùm em 3m. Đẹp lắm luôn mấy chị, cái này mềm. Rất là mềm luôn nha mấy chị nha. Chắc mát cực kỳ luôn, 52k. Ai lấy chốt lên giùm em mã 52 mấy chị nè, 52 ngàn. Chị nào lấy 52 chốt 52 lên giùm em, 52. 52 em chốt chị Hoàng Lê nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh satin nha mấy chị nha, satin. Chị nào lấy satin chốt lên giùm em satin, cái này em còn 3m2 nè.
32 satin eyelash chốt lên giùm em 32. Đừng thở, thả cái buồn, đừng thể khóc. Lại chốt lên giùm em mã 57. 57 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 57 nha mấy chị. Chốt mã 57 lên giùm em nè. Mã 57 lên giùm em 32 57 ngàn. Chốt 57 lên giùm em nha mấy chị, mã 57 nè. Chào chị Hương Tâm nè. Mã 57 lên giùm em, chị nào lấy 57 chốt 57 lên giùm em 32 mấy chị, satin chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. 57k chị nào lại chốt lên giùm em mã 57. 57 ngàn nha mấy chị nha, 57k. Rồi lên cho mấy chị khúc beo này, chị nào lấy beo chốt beo lên giùm em mã beo. Beo cái này em có được 1m6 beo này mấy chị, 1m6 beo này. Ai lấy beo thì chốt beo lên giùm em 1m6 thôi, cái này 26 ngàn. 26 chị nào lấy 26 chốt 26 lên giùm em mã 26 này. Ai lấy chốt mã 26 lên giùm em mã 26. Chốt 26 lên giùm em nha mấy chị, 26 chốt chị Hoan này. 26 cho chị Hoan. Rồi em có khúc mango bay này mấy chị. Mango bay nha mấy chị nha. Mango bay cái này em có được 1m5, 1m7. 1m7 mango bay chị nào lấy chốt lên giùm em mã 35. 1m7 mango bay 35 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em mã 35 mấy chị. Chốt 35 lên giùm em nha mấy chị nha, 35. Ai lấy 35 mình chốt 35 lên giùm em mấy chị nè, 35 ngàn. Mã 35 nha mấy chị nha, 35k, ai lấy thì mình chốt mã 35 mấy chị nè, 35. Chị nào lấy 35 chốt 35 lên giùm em, 35. 35 em chốt cho chị Hoan này. 35 cho chị Hoan. Rồi lên cho mấy chị một khúc 100D beo nữa này mấy chị, em còn khúc beo này, beo này đẹp nè mấy chị nè. Ai lấy beo chốt beo lên giùm em có được 1m5. 1m5 beo chị nào lại chốt lên giùm em 1m5 beo nha. Lại chốt lên giùm em mã 27. 27 beo chốt lên giùm em mã 27, chắc này mềm lắm mấy chị, giống như mango luôn á. 100D mà chắc đẹp lắm, 27 ngàn. Chốt lên giùm em mã 27 nha mấy chị. Chốt 27 lên giùm em nè. Có co giãn tốt cho mấy chị luôn, 4 chiều. 27 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 27, có co giãn 27k. Lại chốt mã 27 lên giùm em 27. 27 cho chị Quỳnh Giao nè. Rồi lên cho mấy chị khúc satin nữa nè. Satin cái này em còn 2m2 mấy chị. Lại chốt lên giùm em. Chị nào lại chốt lên giùm em mã 46 nè. 46 chị nào lại 46 chốt 46 lên giùm em nha mấy chị, 46k. Ai lấy thì mình chốt 46 mấy chị nè. Mã 46 nha mấy chị ơi, 46k. Ai lấy thì mình chốt mã 46. Chốt 46 lên giùm em nha mấy chị, mã 46 nè, 46 ngàn. Ai lấy thì mình chốt 46 nha mấy chị nha, 46k. Chị nào đang xem like chấm bài lên giùm em luôn nha mấy chị nha. Đó, chị nào đang xem 46 chốt 46, 46 cho chị Phương Linh Hoa. Chị nào đang xem thì mình chấm chấm lên giùm em luôn. À, không có nha chị nha. Em chào chị Hoa Thịnh nha, 27 hả? 27. Rồi 27 với chị Hoa Thịnh nè, em chào chị Hoa Thịnh nè. 27 cho Hoa Thịnh cái đeo nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh, ai lai chút lên giùm em. Cái này em có được 1m1 mấy chị, em chào chị My My Huỳnh nè. 1m1 chị nào lại chốt lên giùm em 1m1 nha. 1m1 cái này đủ lên áo cho mấy chị hoặc lên đầm suông 23 ngàn. Mấy chị lại chốt lên giùm em mã 23. Chốt mã 23 lên giùm em để mấy chị 23 ngàn. Ai lấy chứ mình chốt mã 23 mấy chị ơi, 23. Lại chốt 23 lên giùm em 1m1. Cái này về mấy chị lên đầm suông cũng được nha. Lên đầm suông 1m2 mấy chị. Cái này em có 1m2 lên đầm suông, hoặc mấy chị lên áo giùm em 1m2. Chắc co giãn 4 chiều cho mấy chị luôn, chắc đẹp lắm luôn nha. Lại chốt lên giùm em. Chị nào lại chốt lên giùm em mã 23. Chốt 23 lên giùm em mấy chị này, 23 hoa nha. Hoa 23 ngàn. Lại chốt mã 23. Cố gắng chọn đủ đơn cho em nha mấy chị nha. Cố gắng chọn đủ đơn này. Rồi cái này lên pyjama cho mấy chị này, họa tiết này. Loan nha mấy chị nha, lên pyjama. Cái này em còn 2m mấy chị. 2m lên pyjama, lại chốt lên giùm em mã 33. Chốt 33 lên giùm em thì mấy chị 33 chắc co giãn 4 chiều, 33 ngàn. Có co giãn 33 ngàn, chị nào lại chốt lên giùm em mã 33. Cái này đẹp lắm luôn nha mấy chị nha, lên áo dài đồng váy cũng đẹp hết, rất là sang luôn. 33 ngàn, chị nào lại chốt lên giùm em mã 33 mấy chị nè, mã 33 nha. Chốt 33 lên giùm em mấy chị, 33 có co giãn, 33 có co giãn giùm em mã 33.
Chốt 33 lên giùm em mấy chị nè, 33 satin. Rồi lên cho mấy chị 33 cho chị Trần Nhi nè. Rồi A Lai chốt lên giùm em. Trời ơi này đẹp quá mấy chị ơi. Hoa đẹp quá. Cái này em có được 2 mét hoa nha mấy chị nha, chắc siêu nhẹ cho mấy chị luôn. Lên đầm váy áo dài cũng được hết, không cần lót 25 ngàn thôi. Lai chốt lên giùm em mã 25 mấy chị. Chốt 25 lên giùm em này mấy chị này, 25. Ai lấy 25 mình chốt 25 lên giúp em mã 25. Mã 25 nha mấy chị nha, 25k. Ai lấy thì mình chốt mã 25 giùm em mã 25. Chốt 25 lên giùm em nha mấy chị, 25 hoa. Rồi cái này em còn 1 mét bi nè. 1 mét bi thôi nha mấy chị nha. Chắc co dạng 4 chiều 1 mét bi. Lấy chốt lên giùm em mã 17. 17 chị nào lấy 17 bi chốt lên giùm em mã 17. Cái này đủ áo thôi, 17 ngàn. Ai lấy 17 chốt 17 lên giùm em mấy chị 17. Chốt mã 17 lên giúp em nha mấy chị nha, 17k. Có co giãn cho mấy chị luôn, 17 ngàn. Chị nào lấy 17 chốt 17 mấy chị nha, 17. 17 mấy chị ơi, 17 rồi. Cái này em còn 2 mét nè. Cái này lên pyjama được nè mấy chị, hoặc lên váy đầm được nè. 2 mét chị nào lấy chốt lên giùm em 2 mét. Lấy chốt lên giùm em mã 47. 47 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 47 mấy chị nè, 47 ngàn nha. Chốt 47 lên giùm em nha mấy chị, 47k. Ai lấy thì mình chốt 47 nè. Chốt mã 47 lên giùm em, chị nào lấy 47 chốt 47 mấy chị nè, 47 ngàn. Chốt mã 47 lên giùm em nha mấy chị, 47k. Hoa nha mấy chị nha, chắc lụa không cần lót giùm em mã 47. Mã 47 giùm em, ai lấy 47 chốt 47 nè. 47 ngàn nha. Ai lấy chốt mã 47 lên giùm em. 17, 17 chốt cho chị Hoa Thịnh. 17 em chốt chị Hoa Thịnh nè. Chấm bài lên giùm em đi mấy chị ơi. Rồi von này mấy chị, ai lấy von chốt von lên giùm em. Von này em có được 2 mét von nè. 2 mét von chị đọc lại chốt lên giùm em mã 16. Von 16 ngàn chị lấy 16, chốt 16 lên giùm em mã 16 nè. Chốt mã 16 mấy chị ơi, 16. Cái này là von nha. Von 16 ngàn đẹp lắm luôn, mã 16. Chốt 16 lên giùm em mấy chị mã 16. 16k nhưng mấy chị nhân 16 nè. Von 16 chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em. Rồi khúc von này nữa nè mấy chị, cái này em có được 1m7. Lấy chốt lên giùm em. Các bạn hỏi cho tôi được lỗ. Lấy chốt lên giùm em mã 24. Chốt 24 lên giùm em nha mấy chị mã 24 nè. Mã 24 cái này là von lên giùm em, cái này sang lắm mấy chị 24. Chốt 24 lên giùm em nha mấy chị nhân mã 24 này. Ai lấy 24 mình chốt 24, em còn được 2 mét. 2 mét von rất là sang luôn. Cái này mấy chị lên áo đầm, áo dài cũng được hết. 24 chị nào lấy 24 chốt 24 giùm em mã 24. Mã 24 nha mấy chị nhân 24. Rồi lên cho mấy chị một mã này. Cái này em có được 2 mét này. Cái này em có được 2 mét. Chị nào lấy chốt lên giùm em 2 mét 32 ngàn. 2m32 chị nào lấy 32 chốt 32 lên giùm em mã 32. 2m32 ngàn nha mấy chị nha, lấy chốt lên giùm em 32 mấy chị. Chốt mã 32 lên giùm em nha mấy chị, 32 có co giãn cho mấy chị luôn, 32 nè. Mã 32 nha mấy chị nha, 32k. Ai lấy thì mình chốt 32 giùm em mã 32. Mã 32 nha mấy chị ơi, 32. Ai lấy 32 chốt 32 mấy chị. Chốt mã 32 lên giùm em mã 32. Lấy chốt 32 nha mấy chị nha, 32 ngàn. Chị nào lấy 32 chốt 32. Rồi ai lấy mã này nữa thì chốt. Cái này em còn 2m2 mấy chị nè, 2m2. 2m2 như chị nào lấy chốt lên giùm em 2m2 nè. Chị nào còn xem like chấm bài lên giùm em nha mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 39 nè. Chốt 39 lên giùm em nha mấy chị nha, mã 39. Nhí đỏ 39, ai lấy 39 chốt 39 lên giùm em mã 39 nè. Mã 39 lên giùm em, nhí đỏ 39 mấy chị. Nhí đỏ 39, chị nào lấy 39 chốt 39 giúp em nha mấy chị nha, nhí đỏ 39 ngàn. Lấy chốt mã 39 lên giùm em nha mấy chị, mã 39 nè. Ai lấy 39 chốt 39 giùm em. Hai tên chốt chị Hoa Thịnh nè. Sao mạng của chị chậm dữ á chị Hoa Thịnh ơi. Rồi hai thư chốt chị Hoa Thịnh nè. Rồi ai lấy mã này nữa thì chốt lên giùm em nè mấy chị. Chị nào lấy chốt lên giùm em.
Hoa nha mấy chị nha, hoa 100, cái này 100D dùm em, cái này em có được 1m7 nè. 1m7 hoa, cái này chắc có co giãn cho mấy chị luôn, 1m7. Ai lấy chốt lên dùm em mã 31 này mấy chị, 31.000. Chị nào lấy 31, chốt 31 lên dùm em nha mấy chị, mã 31 chắc co giãn, mấy chị cố gắng chọn thêm 1-2 mảnh nữa cho đủ đơn nha mấy chị nha. 31, chị nào lấy 31, chốt 31 lên dùm em mã 31 này. Mã 31 nha mấy chị, ai lấy 31, chốt 31 lên dùm em mã 31. Chốt 31 lên dùm em 1m7 chắc co giãn 4 chiều 31, chắc này đẹp lắm luôn nha mấy chị. 31 ngàn dùm em mã 31. Chốt 31 lên dùm em nha mấy chị, 31k. Ai lấy 31 chốt 31 này. Rồi cái này là von này mấy chị. Ai lấy von thì chốt von lên dùm em. Cái này em có được 1m5 von. 1m5 von, 31 em chốt chị Ngọc Dung. 31 cho chị Ngọc Dung này. Rồi cái này 20 ngàn, chị nào lấy chốt lên dùm em mã 20. Chốt mã 20 lên dùm em nha mấy chị, mã 20 nè. Ai lấy 20 chốt 20 lên dùm em mã 20. Chốt mã 20, cố gắng chọn đủ đơn dùm em luôn nha mấy chị nha. 20 nè. Ai lấy 20 chốt 20, cái này nhờ von Trinh Phong không mấy chị. Rồi cái này đẹp lắm luôn, von hàng nha. 20 ngàn mấy chị ơi, lấy chốt mã 20. 20 em chốt chị Huyền Trinh. Huyền Trinh lên số điện thoại cho em nha chị Huyền Trinh nha. Lên cho em cái số điện thoại luôn chị. Mấy chị ơi, chọn cố gắng là chọn đủ đơn nha mấy chị nha. 4-5 mảnh là đủ đơn rồi, 4-5 mảnh là mình đủ đơn rồi đó. Rồi lụa hoa, xốp hoa này mấy chị, cái này là xốp hoa dùm em. Xốp hoa cái này em có được 4 mét xốp hoa, chắc này co dạng 4 chiều, may đồ bé đẹp lắm. May đầm rút dây rồi vậy mấy chị, rất là đẹp luôn. Lai chốt lên dùm em này mấy chị, 4 mét. Cái này mấy chị muốn chia đôi thì chia đôi nha, co dạng mà chắc đẹp lắm luôn. Cái này mấy chị chốt lên dùm em mã 83 này. 83 hoặc là 83 chia dùm em mã 83. 83 hoặc là 83 chia dùm em nha mấy chị nha. 83 mã 83 hoặc là chia ra dùm em 83 nè. Ai lấy chốt lên dùm em mã 83. Chốt 83 lên dùm em, xốp hoa 1m5. 1m5 cho Hiền Miêu 1m5 nè. Cho Hiền Miêu nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lụa Hawaii nè mấy chị ơi. Cái này chắc siêu nhẹ luôn, lấy chốt lên dùm em 83 một mảnh. Còn một nửa Huyền cái gì? Huyền Trinh lấy không Huyền Trinh? Còn một nửa Huyền Trinh lấy không? Còn được 2m2 Huyền Trinh lấy nha. Ai lấy chốt lên dùm em mã 33. Chốt 33 lên dùm em nha mấy chị, mã 33 nè. Chốt mã 33 lên dùm em nha mấy chị, 33. Cái này lụa Hawaii, cái này về mấy chị lên áo dài siêu nhẹ luôn mấy chị. 33.000 chị nào lấy chốt lên dùm em mã 33 mấy chị nè, 33.000. 33, ai lấy 33 chốt 33 lên dùm em mã 33, 3m 33 cho chị Phương Linh Hoa. 33 em chốt chị Phương Linh Hoa. Do chị gì ha, chị Hiền Miêu chị chốt 1m5 mất rồi ý chị. Hiền Miêu chị chốt 1m5 mất rồi. Giờ em nói mấy chị không lấy hết thì chia. Hiền Miêu lấy 1m5 mất tiêu rồi chị Hiền Trinh này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh von thêu này. Chị nào lấy chốt lên dùm em, cái này em còn được 3m von thêu này. 3m con theo, nếu như chị lấy thì chị lấy giùm em nha. Lấy thì ok nha chị. Do Hiền Miêu, em nói chia cái Hiền Miêu comment lên trước là lấy 1m5 mất tiêu rồi chị. Còn 2m2 á, chị lấy thì lấy thì ok giùm em với. Rồi cái này là 50.000 nè. Lấy chút lên giùm em mã 50 nè. 50, chị nào lấy 50, chốt 50 lên giùm em mã 50. Màu kem nha mấy chị nha, theo màu kem. Theo màu kem 50.000, chị nào lấy 50, chốt 50 lên dùm em mã 50 nè. Chốt mã 50 nha mấy chị nha, 50. Cái này là von theo dùm em màu kem nha mấy chị. Von theo dùm em màu kem 50.000 mấy chị ơi, 50. Lấy chốt lên dùm em mã 50 nè mấy chị, mã 50 nè. 50 nhường chị kia xếp 1.5 đi. Nhường chị kia xếp 1.5. Alo, cắt ra rồi. Cắt ra rồi mà Hiền Miêu em lấy 1.5, chị đó lấy cả mà. Chị đã lấy cả nguyên khúc mà em. Rồi cái này em có một mảnh xốp hoa 1m5 nè. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị lấy là chị lấy luôn cả khúc á, hiểu không? Lấy chốt lên giùm em mã 31 nè. 31.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 31. Ai lấy 31 chốt 31 lên giùm em mã 31 nè. Mã 31, ai lấy 31 chốt 31 lên giùm em nha mấy chị, mã 31. Chốt 31 lên giùm em nè mấy chị, xốp hoa 31.000 nha. Rồi cái này đẹp lắm luôn nha, 1m5 rất là đẹp luôn. 31.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 31. Chốt 31 lên giùm em nha mấy chị, 31.000. Lấy chốt lên giùm em 1m5, 31k.
Chốt 31 lên giùm em nha mấy chị, mã 31 này. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em, cái này em có được 1m6 này. 31 em chốt chị Quỳnh Giao này. Rồi 31 một mảnh cho chị Mai Nguyễn luôn kìa. Lấy chốt lên giùm em cái này là 33.000 mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 33. Chốt mã 33 lên giùm em mấy chị ơi, 33. Mã 33 giúp em nha mấy chị nha, 33k ai lấy thì mình chốt mã 33 mấy chị. Cái này chắc 100D co giãn. Mã 33 nha mấy chị nha, 33.000 1m7 nè. Có co giãn cho mấy chị 33 lên bộ. Đồng váy áo dài cũng được hết 33 nè. Chốt 33 lên giùm em nha mấy chị nha, 33. Ai lấy 33 chốt 33 giùm em mã 33 nè. 33.000 nha mấy chị. Rồi em có mảnh xốp hoa nè. Em còn mảnh xốp hoa màu vàng. Mảnh xốp hoa màu vàng chị nào lấy chốt lên giùm em. 33 em chốt cho chị Hoan Thị Nguyễn một mảnh này, cho chị Huyền Trinh một mảnh nữa nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Hai mảnh em chốt chị Huyền Trinh một mảnh nè. Rồi xốp hoa luôn nha mấy chị nha. Cái này là em được 1m1 nha mấy chị nha. 1m1 xốp hoa mấy chị. Xốp hoa màu vàng mấy cái này về mấy chị lên áo bẹt vai nè, lên đầm rút dây rồi dãy đẹp lắm luôn á mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Em có được 1m21 nha, 28.000. 1m1 28, chị nào lấy 28 mình chốt 28 lên giùm em. Ok chị nè, 28. Ai lấy 28 chốt 28 lên giùm em nha mấy chị, mã 28 nè. 28 nha mấy chị, 28 chốt cho Huyền Miu nè. Rồi em có mảnh đuổi xanh nha mấy chị nha, mảnh đuổi xanh. Mấy cái xốp hoa về mấy chị may đồ cho bé rất là đẹp luôn. Đẹp lắm luôn á mấy chị. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em, đuổi nè mấy chị ơi, đuổi nè. Mấy cái này mấy chị lên đầm bao xinh luôn nha. Lên đầm đẹp lắm luôn mấy chị. Lấy chốt lên giùm em, cái này chắc kèm mét thì mấy chị ơi, cái này em có hơi dài, đuổi hạt nổi mấy chị ơi. Đuổi hạt nổi giùm em có được 6m. 6m rưỡi. Không, cái này dài lắm mấy chị. 7-8m gì luôn nha, mấy chị lấy kèm mét lên giùm em đuổi nè. Chắc này co giãn 4 chiều mà chắc đẹp lắm luôn nha, đuổi xăm co giãn 4 chiều cho mình luôn. Cái này về mấy chị lên đầm lên đồ rất đẹp luôn, đuổi màu xăm nè. Ai lấy đuổi thì kèm lên 6m giùm em nha mấy chị. Đuổi xăm kèm 6m nè. Đuổi xăm kèm 6m chắc co giãn 4 chiều bao đẹp cho mấy chị luôn, đuổi xăm kèm mét. Ai lấy đuổi xăm chốt đuổi xăm kèm mét lên giùm em mã đuổi nha mấy chị nha. Đuổi xăm 1m5 cho chị Quỳnh Giao nè. Rồi chị nào lấy đuổi nữa thì chốt đuổi lên giùm em. Chắc đuổi đẹp lắm luôn mấy chị. Rồi này lên áo nha. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em, 2m rưỡi chị Trần Nhi nữa nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em, cái này em có được 1m áo. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em mã 18 mấy chị. 18, chị nào lấy 18 chốt 18 lên giùm em mã 18 mấy chị nè, 18. Chốt 18 lên giùm em nha mấy chị, nhân lên áo 18k. Chị nào lấy 18 chốt 18 mấy chị ơi, 18 nè. Chị lấy đuổi xanh 1m7 cho chị Hoan Thị Nguyễn nữa nè. Cho chị Hoan Thị Nguyễn. Rồi cái này em có được 1m6 nè mấy chị, 1m6 chữ nha. 1m6 chữ, đuổi 1m cho chị Hoa Thịnh luôn nè. Ai lấy chốt lên giùm em. Em ơi xả. Em xả cho chị rồi nha, 18 em chốt chị Huyền Trinh nè. 18 cho chị Huyền Trinh. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 36 mấy chị, 36.000. Ai lấy 36 chốt 36, cái mảnh beo hồi nãy đúng không? Cái mảnh beo mà bao nhiêu? 33.000 đúng không? Rồi ai lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Lấy chốt lên giùm em. Cái mảnh beo vừa rồi 33.000 đúng không chị Hoan Thị Nguyễn? Đúng thì chị ok, tại vì chị chốt hai sách beo lận nha. Lần đầu tiên là chị chốt một sách beo. Đó. Xong rồi mới đây chị chốt một sách beo trùng mã với chị Huyền Trinh nè. Xem khe đỡ đi. Chị chốt một mảnh trùng mã với chị Huyền Trinh nữa là chị xả cái sắp đeo mà trùng với chị Huyền Trinh đúng không chị? Rồi cái này 36.000 nha mấy chị nha, 36.000 chữ mango mấy chị, 36 nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã 36 mấy chị đẹp ơi, 36.000. Chốt 36 lên giùm em nha mấy chị. 36. Ai lấy chốt lên giùm em rồi, ok chị nè. Nói chung là cái mảnh đeo vừa rồi tức thì luôn đúng không chị? Đó, nói chung là em chốt hàng rất là kỹ luôn, nếu như chị xả mảnh đó. Còn trước là chị có một mảnh đeo nữa. Chị có xả mảnh đeo trước không? Hay là chị xả mảnh beo mới đây thôi. Rồi 36.000 cái chữ này về mấy chị lên áo sơ mi đẹp lắm luôn không mấy chị. 36.000 giùm em. 36 nha mấy chị nha, 36 này. Rồi lên cho mấy chị một mảnh 100D hồng nha mấy chị nha, hồng. Chị nào lấy hồng mấy chị chốt chắc giùm em với nha. Là chốt lần đầu tiên không? Lần qua. Lần đầu tiên không? Ừ, chốt đầu tiên mã.
highlight chút lên giùm em. Dạ rồi, ok. Mấy chị chốt kỹ giùm em tới hồi chốt đơn đơ khỏi xả nha mấy chị nha. Đó mấy chị cứ chốt kỹ giùm em like từ từ mà. Like chốt lên giùm em mã 19 nha mấy chị. Like chốt mã 19 lên giùm em nè. Mã 19, ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em mã 19 mấy chị. Xả trên này em bán cho người khác được nha mấy chị. Tới hồi chốt đơn rồi xả là tội nghiệp lắm luôn. Ai like chốt lên giùm em mã 19 nè mấy chị nè, 19 nè. À, thấy bạn đang gồm mà không dám chốt hả? 19.000 chốt quá trời chốt mà biểu. 19.000 nha mấy chị nha. Ai like chốt mã 19 lên giùm em. Cái này đủ áo cho mấy chị á. 19.000 à, mấy chị cứ chốt kỹ giùm em là được nha. 19 cho chị Hoa Nguyễn Thị nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã. Trời cái này đẹp lắm. Cái này có dài này. Cái này em có mảnh dài này. Cái này lấy cái mảnh. Dạ chị đủ đơn rồi. Chị Hoa Nguyễn Thị ơi, chị đủ đơn rồi á. Ý là chị cái này là 1,5 m nè mấy chị, lấy chốt lên giùm em 1,5 m. Cái này là 28.000 nha mấy chị nha, 1,5 m 28.000. Để con bé nó thay khúc khác cho mấy chị nè, cái mảnh này bị lỗi thôi. 28 chị nào lấy 28 chốt 28 lên giùm em mã 28. 1,5 m là 28.000 nha mấy chị nha. Chị Hon Thị Nguyễn chị chốt đủ đơn rồi á, kiếm mảnh 1,5 m khác đi bé. Thay vô cho mấy chị, mảnh này bị lỗi. Rồi cái này em có đủ áo cho mấy chị nè, hai mảnh. Ai like chốt lên giùm em cái này áo nha mấy chị nha. Like chốt lên giùm em mã 13 nè. Cái này là von mấy chị lên áo rất là sang luôn. Like chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Like chốt lên giùm em. Rồi một mảnh cho chị Mai Hoa Thịnh với một mảnh cho chị Mai Nguyễn luôn nè. Rồi 13 em chốt chị Mai Nguyễn luôn. Nhỏ cho chị Mai Nguyễn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh. Mấy chị cái này là chắc 100D bao đẹp cho mấy chị luôn. Em còn 2m1 này, 13 hết mất tiêu rồi chị Huyền Trinh. Đó cái này 2m1 thì mấy chị nha. Trái tim này mấy chị chắc đẹp lắm luôn nha mấy chị, có co giãn cho mấy chị luôn. Like chốt lên giùm em nè. Chị nào like chốt lên giùm em mã 38 mấy chị, 38.000. Ai lấy 38 chốt 38 lên giùm em mã 38. Chốt 38 lên giùm em mã 38 mấy chị. Chốt 38 lên giùm em. Ok lắm. 38.000. Đi dài dài chút được. 2m3, 3m gì đó. À vậy hả? 38 chị nào lấy 38 chốt 38 lên giùm em mấy chị nè. 38 cái này đẹp lắm luôn nha. Chắc á. Họa tiết thì mấy chị thấy bình thường nhưng mà chắc rất là đẹp luôn. Rồi cho chị Hon nè. Chị Hon ơi mình là đủ đơn rồi nha. Đó, đây là chị muốn chọn thêm là chị chọn thôi chứ còn đủ đơn là chị đã đủ rồi, đúng không? Chị Hon những thầy chị đủ rồi đúng không? Đó, chị đủ đơn rồi đó. Mấy chị muốn chọn thêm tới hồi chốt đơn. Đừng có kêu xe nhiều quá nha. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nè. Cái này em còn 3m nè mấy chị. 3m cái này chắc cũng đẹp lắm luôn. Màu cũng đẹp nha mấy chị nha. Đó mấy cái màu này lên đồ rất là đẹp luôn nè. Lấy chốt lên giùm em. Rồi cái này là 48.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 48 nè. 48 chị nào lấy 48. Cái này là xốp hoa đó chị ơi. Cái này là xốp hoa nè. Chị nào lấy xốp hoa thì chốt lên giùm em xốp hoa luôn á mấy chị. Đẹp chưa? Đó, ai lấy xốp hoa chốt xốp hoa kèm mép lên giùm em. Cái này em còn có 1 ít nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em 48 nè. 48 chốt cái áo dài Thương Nguyễn nè. Sáng hồi sớm không? Bỏ vô luôn đi. Rồi em chào chị anh Trần Kim nha. Lót á. Rồi em còn một mảnh nữa nè mấy chị ơi, em còn một mảnh nữa. Xốp hoa 1m6 này cho chị, cho Hiền Miu nè. Mã cuối hả? À mã cuối cái này là, cái này là von S nha chị Hoa Thịnh nha. Cái này là von S giùm em. Cái này cũng là von cho em luôn nha chị Hoa Thịnh ơi. Cái đó cũng là von cho em luôn. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 23. Chốt 23 lên giùm em nha mấy chị, mã 23 nè. Chị nào lấy 23 chốt 23 giùm em 1,5 m mấy chị. Chắc bao đẹp luôn 23. Hello Bảo Diệp nha. 23.000 ai lấy chốt lên giùm em mã 23 nè. Mã 23 nha mấy chị nha. 23 ai lấy 23 chốt 23 giùm em 1,6 m. Chị nào lấy 23 mình chốt 23 mấy chị. Chốt mã 23 lên giúp em với. Rồi lên cho mấy chị một mảnh lụa họa tiết. Cái này thì không cần ló. 23 23 em chốt cho chị Hon. Cho chị Hon này. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này em có được 1m này mấy chị. 1m này.
một mét chị nào lại chốt lên giùm em một mét thôi nha, đủ lên áo cho mấy chị ạ. Một mét hơn xíu 19 ngàn, một mét hơn một xíu nha, 19. Chị nào lại chốt lên giùm em mã 19 nè, chốt mã 19 lên giùm em mấy chị, 19 ngàn. Ai lấy 19 chốt 19, chốt mã 19 lên giùm em mấy chị ơi, 19k. Lấy chốt 19 mấy chị nè, lên áo thôi nha, họa tiết lên áo 19k. Cái này chắc có co giãn cho mấy chị luôn, 19 ngàn. Chốt 19 lên giùm em mấy chị, 19 nha, 19 thôi. Rồi lên cho mấy chị một mảnh bi luôn nè, mấy chị em có được 1,5 m. Bi hình trái tim, bi trái tim ai lấy chốt lên giùm em mã 27. Chốt 27 lên giùm em mấy chị, 27 nè. Chị nào lấy 27 chốt 27 cho em mã 27. 27 ngàn, màu xanh đậu như mấy chị nha, xanh đậu 27 ngàn giùm em, hình trái tim xanh đậu 27. Chắc có co giãn cho mấy chị luôn, xanh đậu 27. Ai lấy 27 mình chốt 27 mấy chị nè, 27. 27 nha mấy chị nha, 27 nè. Rồi cái này em có được 1 mét hơn mấy chị, đủ lên áo thoải mái cho mấy chị luôn. Lên áo thoải mái, chị nào lấy chốt lên giùm em áo nha. Chị nào lấy áo thì chốt mã 21 lên giùm em mã 21 nè. 27 em chốt chị Trần Nhi nè. 21 chị nào lấy 21 chốt 21 lên giùm em mã 21 mấy chị, lên áo. Áo 21. Ai lấy áo 21 chốt áo 21 lên giùm em mấy chị ơi, 21. 21 bông to đen 2 m. Dạ cái này là von nha chị Hoa Thịnh. Cái này là von nha, chị may đâm là phải lót đó nha chị nha. Rồi cái này em có được 3 mét hoa xanh này mấy chị. Nếu như chị lấy thì chị ok lên lại giùm em lần nữa nha Hoa Thịnh nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 52. Chốt mã 52 lên giùm em này mấy chị, 52 ngàn. Ai lấy thì mình chốt 52 mấy chị này. Mã 52 như mấy chị nhân 52k. Ai lấy thì mình chốt mã 52. Chốt mã 52 lên giùm em 3 mét mấy chị, 3 mét 52 này. Mã 52 như mấy chị nhân 52k, 3 mét mấy chị ơi, 3 mét 52. Ok các chị 2 mét. À thì có cái 2 mét không? 52 ngàn mấy chị, 3 mét 52. Cái này không nhân nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn, 52. Em có vậy dạ không nha chị Anh Trần Kim ơi, không có chị. Rồi em có mảnh vàng nữa này mấy chị ơi, mấy cái này chắc đẹp ghê lắm. Mảnh vàng nữa nha, chị nào lại chốt lên giùm em vàng mấy chị, vàng beo nha. Cái này em có được 2 mét rưỡi mấy chị, 2 mét 6. 2 mét rưỡi, chị nào lại chốt lên giùm em 2 mét rưỡi nè. À, mét rưỡi von hoa đen. À cái này hả chị, 1 mét rưỡi von hoa đen hay đúng không, cho chị phun lên hoa 1 mét rưỡi em. Lai chốt lên giùm em mã 44 mấy chị nè, 44. 44 ngàn. Ai lai chốt lên giùm em mã 44. Chốt 44 lên giùm em nha mấy chị ơi, 44 ngàn. Ai lai chốt lên giùm em mã 44 nè. Chốt 44 lên giùm em nha mấy chị, mã 44k. Ai lai thì mình chốt mã 44. Mấy chị cố gắng chốt đủ đơn giùm em với nha. 44 ngàn mấy chị, 2 mét rưỡi, 44 ngàn. Chắc này đẹp lắm luôn, màu cũng đẹp nữa cho mấy chị, lên đầm áo dài gì cũng được hết. 44 ngàn giùm em nha, mã 44 này. Rồi em có mảnh xốp hoa nữa nè mấy chị, 1 mét rưỡi xốp hoa thôi. Lại chốt lên giùm em mã 32. 32 ngàn xốp hoa, 1 mét rưỡi, 32 nè. 32, chị nào lấy 32 chốt 32 lên giùm em mã 32. Cái này mấy chị lên đầm cho bé dễ thương lắm luôn mấy chị, ra một cái đầm rất là giá trị luôn nha. 32, chị nào lại chốt lên giùm em 32 đi mấy chị. Chốt 32 xốp hoa. Như nào thì đủ đơn? Dạ chị chốt trên 100 ngàn là đủ đơn đó chị. 100 ngàn là đi đơn nha chị nha, 100 ngàn hơn 100 ngàn là em đi đơn nha. Nói chung chốt ở tầm 4-5 mảnh là đủ đơn đó chị Huyền Trinh. Chị chốt ở tầm 4-5 mảnh là đủ đơn rồi. Nhắm hồi nãy giờ chốt 4-5 mảnh chưa? 4-5 mảnh cho chị. Đó, nói chung là đủ đơn là chị đi đơn được. Còn nếu như chị muốn ủng hộ em thêm thì cũng được. Đủ đơn là 4-5 mảnh. Còn ai mà muốn mua thêm, ủng hộ em thêm thì mới chị chốt nhiều lên, 4-50 kg gì đó. Ai lấy chốt lên giùm em mã 18. Của chị mới 3 mảnh. 18 hơn rồi, của chị mới có 3 mảnh à. 18 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em mã 18 nè. Chốt mã 18 lên giùm em, chốt 4-5 mảnh là đủ đơn á. Của chị mới 3 mảnh thôi. Cái này à, em cắt rồi, cắt ở ngoài á chị Hoa Thịnh. 18 ngàn. Ai lấy chốt mã 18 lên giùm em mã 18 mấy chị nè. 18 nè. Chốt 18 lên giùm em nha mấy chị nhân 18. Lại chốt 18 đến giùm em cho chị Hoàng Lê nè, 18 nè. Rồi cái này may đồ bé luôn mấy chị, may đồ bé luôn, hình cánh cục nha mấy chị nha. Chim hình cánh cục nè, 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi chim hình cánh cục. Chị nào lại chốt lên giùm em 1 mét rưỡi mấy chị ơi, 29 ngàn. Lại chốt mã 29 lên giùm em mấy chị nè, 29.
Ai lấy 29 chốt mã 29 lên giùm em, may đồ bé giùm em mã 29. Chốt 29 lên giúp em nha mấy chị, 29.000. Ai lấy thì mình chốt 29 nè. Mã 29 nha mấy chị nha, 29k. Ai lấy thì chốt 29. 29.000 mấy chị. Rồi hoa nhí nè mấy chị nè. Ai lấy hoa nhí chốt hoa nhí lên giúp em mã hoa nhí nè. Em ơi chốt bao nhiêu sắp rồi. Chị chốt em cũng không biết nữa chị ơi. Không biết chị chốt bao nhiêu sắp đâu. Rồi cái này em còn 3,5 m nè. 3,5 m chị nào lại chốt lên giùm em 3,5 m. Lại chốt lên giùm em mã 62. Chốt lên giùm em mã 62. Nói chung là chị đủ đơn rồi á. Ủng hộ em thêm thì ủng hộ thôi, chứ còn chị đủ đơn rồi nha. Bao nhiêu sắp em không nhớ được đâu, chị đơn nhiều mà. 62.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 62 mấy chị. Chốt mã 62 lên giùm em. Cái này không lấy hết thì chia đôi nè mấy chị nè. 62. Thôi chị bao nhiêu đó thôi. Ok chị Hoa, Hoa Thành đủ đơn chưa? Lại chốt lượng đơn thôi. Lại chốt lên giùm em mã 62 nha mấy chị nha. 62.000. 62k. Ai lại chốt lên giùm em mã 62 mấy chị nè. 62.000. Mã 62 mấy chị ơi. 62. Lại chốt lên giùm em mã 62 mấy chị. 62 nè. 62 em chốt chị Hoàng Lê nè. Rồi cái này em có được 1,5 m nè. 1,5 m nha mấy chị nha. 1,5 m vải solinen nha mấy chị nha. Solinen giùm em. Lại chốt lên giùm em 1,5 m. Solinen cái này 42.000 mấy chị. Lại chốt lên giùm em mã 42. 42 chị nào lại chốt lên giùm em 42 nha mấy chị nha. 42k nè. À lại 42 chốt 42 lên giùm em mã 42. Chốt 42 lên giùm em mấy chị ơi, 42k. Mã 42 lên giúp em nè mấy chị, 42.000 nè. Rồi cái này đẹp lắm luôn mấy chị. Cái này mà mấy chị lên áo kiểu, áo đồ, váy đầm gì cũng đẹp hết. 1,5 m nè mấy chị nè. Thấy đẹp không? Lại chốt lên giùm em 1,5 m. 1,5 m chị nào lại chốt lên giùm em mã 25. 1,5 m 25 chị nào lấy 25 mình chốt 25 mấy chị nè, mã 25 nha. Lại chốt lên giùm em mã 25. Chốt 25 lên giùm em mấy chị ơi, 25.000. Ai lấy thì mình chốt mã 25 lên giùm em, mã 25 nè. 25k nha mấy chị nha, chốt lên giùm em 25 đi mấy chị. 25k ai lấy chốt mã 25. 25 nha mấy chị nha, 25.000. Rồi lên cho mấy chị một mảnh vải hoa nè. Hoa 100D nha mấy chị nha, hoa 100D. Cái này em có được 1,5 m mấy chị. 1,5 m hoa 100D. Lại chốt lên giùm em mã 27. Hoa 100D 27.000. Ai lấy thì mình chốt 27 mấy chị nè, 27. Có co dạng cho mấy chị luôn, 27.000. 27 chị nào lấy 27.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 27 nè. Chốt mã 27 lên giùm em nha mấy chị, mã 27. 27 mấy chị ơi, 27, ai lấy 27 mình chốt 27 giùm em mã 27. 27k chị nào lấy 27 chốt 27 giúp em. 27 nha mấy chị nha, 27.000. Rồi lên cho mấy chị một mảnh 100D nữa nè. 100D chị nào lấy chốt lên giùm em hoa nhí màu đỏ nè. 100D cái này em có được 2 m. 2 m 100D chị nào lại chốt lên giùm em 2 m. Rồi cái này là 34.000, chị nào lại chốt lên giùm em mã 34. 100D 34, ai lấy 34 chốt 34 lên giùm em mã 34 nè. Chốt mã 34 lên giùm em nha mấy chị, 34k. Ai lấy thì mình chốt 34 mấy chị, chắc co giãn mềm đẹp cho mấy chị luôn. Chị nào lấy 34 chốt 34 giùm em mã 34. Mã 34 nha mấy chị nha, 34 nè. 34 mấy chị ơi, 34, ai lấy 34 chốt 34. Rồi lên cho mấy chị một mảnh beo. Cái này em có được 1,4 m beo nè mấy chị. 1,4 m beo chị nào lại chốt lên giùm em 1,4 m 27.000. 1,4 m 27.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 27. 1,4 m 27 chị nào lấy 27 chốt 27 lên giùm em mã 27 mấy chị. Chốt mã 27 lên giùm em satin nha mấy chị nha, satin 27 nè. Lấy chốt mã 27 lên giúp em mã 27. Ai lấy 27 chốt 27 mấy chị nha, 27.000. Mã 27 mấy chị. Cái này em có được mà. Cái này em có được 1,1 m này mấy chị nè, 1,1 m này. 1,1 m chị nào lấy chốt lên giùm em đủ mấy áo cho mấy chị nè, 22.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 22. 22 chị nào lấy 22 chốt 22 lên giùm em mã 22. 22 chị nào lấy 22 chốt 22 lên giùm em mã 22 nè. Chốt mã 22 lên giúp em nha mấy chị, 22k.
22.000, ai like chốt mã 22. 22 cho Hoàng Lê. Quan trọng là có người xem không thôi. Rồi ai like chốt lên giùm em 3 mic von S này mấy chị. 3 mic von S. 3 mic von S chị nào like chốt lên giùm em 3 mic nha mấy chị. 3 mic nè. Like chốt lên giùm em mã 32 nha mấy chị. 3 mic 32.000. 3 mic 32 chị nào like chốt lên giùm em 3 mic von S 32k. Ai like thì mình chốt 32 lên giùm em mã 32 mấy chị nè, mã 32. Lấy chốt 32 lên giùm em nha mấy chị, 32. Chị nào lấy 32 chốt 32 lên giùm em mã 32 mấy chị nè, mã 32. Chốt 32 lên giùm em nha mấy chị, 32k. Chị nào lấy 32 chốt 32 lên giùm em mã 32. Rồi mango loan này mấy chị ơi, mango loan cái này em còn 2 mét. À không phải. Ồ đúng rồi. Mango ép lưới này mấy chị. Chắc mango nha mấy chị nha, ép lưới. Lấy chốt lên giùm em. Like chốt lên giùm em. Like chốt lên giùm em mã 44 mấy chị. Chốt mã 44 lên giùm em nha mấy chị nha, 44.000. 44.000 chị nào like chốt lên giùm em mã 44. 44.000 chị nào like chốt lên giùm em mã 44 chắc chạy quá. 44.000 chắc này có co dạng cho mấy chị 44.000 này. Ai like chốt lên giùm em mã 44. Chốt 44 lên giùm em nha mấy chị, 44.000. Cái này em còn được 1 mét áo này mấy chị. 44 chốt chị Huyền Trinh nè. Rồi áo này mấy chị ơi, ai lấy áo thì chốt áo lên giùm em mã áo nha mấy chị. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19 nè. 19 mấy chị lên áo 19k. Lấy chốt mã 19 lên giùm em nha mấy chị nha, 19k lên áo nè. Áo 19.000 mấy chị. Rồi cái này em có được 1m7 mấy chị nè, 1m7 nha. 1m7 satin ô. Cái này về chị nào biết thiết kế mấy chị lên đồ đẹp lắm luôn ạ. Lấy chốt lên giùm em 1m6 32.000. Chốt lên giùm em mã 32 mấy chị ơi, 32. Lạnh hả? 32, ai lấy 32 chốt 32 lên giùm em mã 32 mấy chị. 32 nha mấy chị nha, 32 cái này em chốt chị Mai Nguyễn nè. 32 chị Mai Nguyễn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh loan nữa nè. Cái này sang nè mấy chị. Cái này sang chị nào lại chốt lên giùm em. Rất là sang luôn. Ai lại chốt lên cho em nha mấy chị nha, mango. Mango nha mấy chị nha, cái này em có được 2 mét. 2 mét mango loan 43.000, chị lại chốt lên giùm em mã 43. 43 ai lại 43 chốt 43 lên giùm em loan 43.000 mấy chị, cái này sang quá chừng luôn. 43 lên đầm. Ôm hay là áo dài hay là áo kiểu cũng được mấy chị, áo sơ mi á, rất là sang luôn. Lại chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chốt lên giùm em. Chị nào lại chốt lên giùm em mã loan nha mấy chị, loan 43.000. 43.000 giùm em, 43 cho chị Thúy Phạm. Thúy Phạm Thanh Thúy, chị ơi chị lên số cho em đi chị. Lỗi cho chị Loan Thẩm. Chị Thúy Phạm Thanh Thúy, chị chốt mất tiêu rồi chị ơi. Chốt mất tiêu rồi, vậy rồi chị Huyền Tinh chị có lấy không? Nếu như không lấy thì em chốt cho người khác nha. Cái mảnh 32. À 32 chốt cho chị Loan Nguyễn. Chị Thúy Phạm Thanh Thúy lên giùm em số điện thoại nha. Rồi ai lấy chốt lên giùm em, cái này em có được đủ áo cho mấy chị nè. Đủ áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em mã áo. Lấy chốt lên giùm em mã 13. Chốt 13 lên giùm em nha mấy chị nha, mã 13. Ai lấy 13 chốt 13 này mấy chị, mã 13. Thúy Phạm Thanh Thúy lên giùm em số điện thoại nha chị. Ok chị nè. Lấy số nè. Nhớ cho em đúng số nha chị ơi. Nhớ là cho em đúng số với lại chọn cho em 4-5 mảnh cho đủ đơn nha chị Thúy Phạm. Cái này bao nhiêu? 13 mấy chị. Lên áo 13.000 là siêu nhẹ cho mấy chị luôn nè. 13.000 chị nào lấy 13 chốt 13 giùm em mã 13. Chốt 13 lên giùm em mã 13 mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè. Ai lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 1,5 m mấy chị ơi, 1,5 m von. 1,5 m von nha mấy chị nha. Cái này siêu đẹp luôn á, 1,5 m. Ai lấy chốt lên giùm em mã 21, 13 chốt chị Thúy Phạm. Lấy chốt lên giùm em mã 21 mấy chị. Chốt 21 lên giùm em mã 21 mấy chị này. Cái này là von nha. Von 21.000 nha mấy chị. Lấy chốt lên giùm em mã 21. Chốt 21 lên giùm em mấy chị đẹp 21.000. Ai lấy chốt mã 21 lên giùm em mã 21 này. Rồi cái này về may đồ cho bà cho mẹ nha. Cái này em có được cái này hơi nhỏ xíu.
Cái này em có được 1m3 mấy chị nè, 1m3. 1m3 lên một cái đầm suông nha mấy chị nha, hoặc lên áo 33 giùm em với 25.000. 25 chị nào lấy 25 chốt 25 giùm em mã 25. Chốt mã 25 nha mấy chị nha, 25 nè. Ai lấy 25 mình chốt 25 mấy chị ơi, 25. 25 nha mấy chị nha, 25.000. 25 cho chị Thúy Phạm luôn nè. Rồi nhí hồng mấy chị ơi, nhí hồng. Nhí hồng này đủ áo cho mấy chị thôi, nhí hồng nha. Em còn được 1m đó mấy chị. 1m là mấy chị may vô tư rồi này, lấy chốt lên giùm em lên áo. Sao chị không lấy vải xô mua lên về bán nè? À không, ở chỗ không biết, nói chung là chắc là không quen bán hàng đó nên là không lấy sao á. Rồi 20 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 20 mấy chị. Chốt mã 20 lên giùm em, kiểu như hồi giờ không bán á, bán von lụa rồi vậy thôi. 20 chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em mã 20. 20 đủ áo cho chị Thúy Phạm nè. Rồi lên cho mấy chị một mảnh nữa nè, chị nào lấy chốt lên giùm em nha. Cái này may đồ cho bà cho mẹ học, mấy chị lên đầm váy cho mấy chị. Được cái này chắc này nó không có nhăn này mấy chị nè. Này nó không có nhăn nha. Lấy chốt lên giùm em. Em có được 3m rưỡi mấy chị ơi, 3m rưỡi. Đó, chị nào muốn chia đôi thì em chia cho nha. 3m rưỡi, ai lấy chốt lên giùm em mã 61 nè. 61.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 61. Chốt mã 61 lên giùm em mấy chị, 61k. Lấy chốt 61 lên giùm em mấy chị nè, 61.000, ai lấy thì mình chốt 61 nè mấy chị. 61.000 giùm em, chị nào lấy 61 chốt 61 lên giùm em nha, mã 61 mấy chị nè. 61 hoặc là chia ra giùm em mã 61. Ai lấy chốt lên giùm em mã 61 mấy chị, 61.000 nè. Rồi lên cho mấy chị một khúc áo nè, 61 em chốt chị Thâm Thúy Phạm. Cái này em có được 1m2. 1m2 mấy chị, ai lấy chốt lên giùm em 1m2. Lấy chốt lên giùm em. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 19 mấy chị nè, 19 nè. 19 chắc này co giãn nha, 19k. Ai lấy 19 mình chốt 19 mấy chị, 19.000. Chị nào lấy 19 chốt 19 mấy chị ơi, 19k nè. Mã 19 mấy chị ơi, 19.000. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh 21.000. 19 cho chị Thúy Phạm luôn nè. 21.000 nha mấy chị nha. Cái này em có được 1m2, 21.000 mấy chị. 21.000 giùm em, 21. 21 cho chị Thúy Phạm luôn nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này là von nha mấy chị nha, là von hoa giùm em. Von hoa hồng, cái này em còn được 2m von nha mấy chị. 2m von, chị nào lấy chốt lên giùm em 2m. 2m von 37.000 mấy chị nè. 2m von 37. 37.000 giùm em, chị nào lấy 37 chốt 37 lên giùm em mã 37. Chốt 37 lên giùm em nha mấy chị, mã 37 nè. Chốt 37 lên giùm em, ai lấy 37 chốt 37 nè. 37 nha mấy chị, 37. 37 nha mấy chị ơi, 37. 37 em chốt chị Quỳnh Giao nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này em có nhí nè mấy chị, chắc này không nhăn giùm em 1m6. 1m6 lụa nhí nha mấy chị nha, 1m6 lụa nhí chắc không nhăn giùm em mã 32. Chốt 32 lên giùm em mấy chị nè, 32 nè. Ai lấy 32 mình chốt 32 lên giúp em nha mấy chị, mã 32. 32 em chốt chị Thúy Phạm nè. 32 em hết nha mấy chị nha, 32 hết rồi nha. Rồi chị nào lấy mã này chốt lên giùm em nhí xanh luôn, lụa 100D chắc này co giãn, em có được 1m8 nè. 1m8 chị nào lấy chốt lên giùm em 1m8, 29.000. 29 chị nào lấy 29 mình chốt 29 mấy chị ơi, 29k. Nhĩ xanh 29, ai lấy 29 chốt 29 cho chị Thúy Phạm luôn, 29 nè. Rồi em có mảnh lon. Lon này chắc von mấy chị, chỗ này sang quá mấy chị ơi. Von nhưng mà rất là sang luôn giùm em nha. Cái này nè mấy chị, lấy chốt lên giùm em. Lon xanh này mấy chị nè, lon xanh. Cái này là cát hàng rồi mấy chị ơi, von cát hàng giùm em có được 4m nè. Chị nào muốn chia đôi thì mình chia nha. Cái này sang lắm luôn. Chị nào muốn chia thì chia, không cần lót mấy chị. Lên áo không lót, váy đầm thì lót ở dưới giùm em với 73.000. 73 nha mấy chị nha, lấy chốt lên giùm em mã 73. 4m quá sang luôn, 73. Ai lấy 73 chốt 73 lên giùm em mã 73 nè. Chốt 73 lên giùm em nha mấy chị nha, 4m 73.000. Chị nào lấy 73 chốt lên giùm em 73 loan nha, loan 73. Rồi em có khúc nhí đỏ cho mấy chị nè, 34.000 mấy chị, 2m 34, chắc này đẹp lắm luôn. 34, ai lấy 34 mình chốt này mấy chị nè, 34 nè. Xịn gì vậy anh Tăng?
34 như mấy chị nha, 34 chút chị Thúy Phạm này. À, lên live rồi không hú chị. Không, em nhớ tới chị rồi chứ, nhưng mà em nói chị mới nhận đơn. 34 một mảnh cho chị cùi bắp luôn nè. 34 còn mảnh chị cùi bắp. Em nhớ tới chị rồi, chẳng phải không nhớ đâu. Em nói nhưng mà không biết chị nhận cái đơn kia chưa. Nói chung là sợ hết tiền chứ không gì hết á. Rồi cái này em còn 1,5 m. 1,5 m chị nào lấy chút lên giùm em 1,5 m, sợ khách hết tiền. Ai lấy chút lên giùm em ạ, 27. Chốt 27 lên giùm em nha mấy chị nhân, 1,5 m 27,000 nè. Con lụa cái này không cần lót, 27,000. Chốt lên giùm em ạ, 27 chưa nhận, bưu điện gọi rồi nè hả. 27 em chốt chị Thúy Phạm nè, 1,5 m nè. Rồi beo nè mấy chị ơi, cái này là khúc satin giùm em nha, satin beo. Rồi này đẹp nè mấy chị, satin beo. Dễ giờ chốt đi chị. Rồi ai lấy chút lên giùm em satin beo nè. Satin beo cái này em có được 3,5 m satin beo nè, 3,5 m. Satin beo chị nào lấy chút lên giùm em beo. Em lên để sát cho chị xem cho rõ. Lấy chút lên giùm em mã 48, không thấy rõ hả? Bị cận hay sao vậy? 48,000 beo, beo chốt chị Thúy Phạm nè. Chị Thúy Phạm ơi, em có kết bạn với chị rồi á, chị nhớ chấp nhận lời mời giùm em nha. Để tới hồi chốt đơn em chụp hình vải qua cho chị coi nha. Tại vì là khách mới chốt nhiều quá. Nói chung mấy chị khách mới mà mấy chị chốt nhiều là em cũng hơi lo lắng xíu, đó là em cũng nói thiệt luôn á. Nên là mấy chị chấp nhận lời mời giùm em, giống như là mình tạo có lòng tin về mấy chị nha. Rồi ai like chốt lên giùm em mã 15. Chốt 15, chị nào lấy 15, chốt 15 lên giùm em mã 15 này. 15,000, ai lấy 15, chốt 15 lên giùm em mã 15. Mã 15 lên giùm em nha mấy chị, chốt mã 15 lên giùm em. Ai lấy 15 chốt 15 này mấy chị nè, mã 15 nha mấy chị nha. Chị nào lấy 15 chốt 15 lên giùm em. Mã 15. Zalo cũng rồi. 15 em chốt chị Mai Nguyễn nè. Chị kết bạn Zalo cưng rồi. À, ủa vậy hả chị? 15 cho chị Mai Nguyễn. Giờ không dám chia sẻ luôn trời. Chia sẻ cho em 1-2 hội nhóm thôi chị. Hội nhóm nào mà người ta ấy á, người ta cho like á, chị chia sẻ giùm em 1-2 hội đi. Chị nào thương tình thì chia sẻ giùm em 1-2 hội nhóm thôi nha mấy chị nha. Đừng chia sẻ nhiều nó chặn Facebook của mấy chị á. Rồi cái này, cái này là cái gì hả? Shop mấy chị ơi. Cái này là shop giùm em còn 2,5 m mấy chị. Like chốt lên giùm em 2,5 m nè. Ai like chốt lên giùm em ạ, 51 mấy chị nè, 51. Em chào chị Trắng Nguyễn Thành nha. Nhớ chụp cho chị coi như đơn trước. Dạ đúng, dạ mỗi lần chốt đơn em đều chụp hình cho mấy chị coi hết nha. 51 em chốt chị Thúy Phạm nè. À bông xanh phía sau em là chất liệu gì? Cái đây hả chị, cái này là von nha. Cái này là von đó chị Trắng Nguyễn Thành. Còn cái đây là lụa 100D cho em nha, đồng giá luôn á mấy chị nè. Đồng giá luôn. Rồi lên cho mấy chị một mảnh họa tiết nè, cái này lên pyjama đẹp nè mấy chị. Một tên luôn. Ai like chốt lên giùm em cái này em có được 2 m. Các bạn vô lên chị đi. Like chốt lên giùm em mã 33. Chốt 33 lên giùm em nè mấy chị, 33 nè. Ai lấy 33 mình chốt 33, cái này lên pyjama hoặc áo sơ mi giùm em nha. Mã 33 giùm em, ai lấy 33 mình chốt 33 nè. 33 em chốt chị Thúy Phạm luôn nè. Rồi nhí xăm nè mấy chị, ai lấy nhí xăm chốt nhí xăm lên giùm em, nhí xăm. Nhí xăm như mấy chị nhân chắc von lụa không cần lót giùm em. Cái này em còn 3,1 m đó mấy chị, 3,1 m nha. Em bỏ chị thứ khúc xốp coi chất vải. À rồi ok, để nếu như em còn khúc xốp nào thì em bỏ cho nha. Xốp chắc nhiều lắm đó chị. Rồi ai like chốt lên giùm em mã 57. Chốt mã 57 lên giùm em. Cái đó bỏ cho chị ấy đi, Thúy Phạm đi. Còn để coi thì có mình 57,000, chị nào like chốt lên giùm em mã 57 nè mấy chị. Chốt 57 nha. Like chốt mã 57 lên giùm em, 57,000. 57 nha mấy chị, 57 chốt chị Thúy Phạm luôn nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè, chị nào like chốt lên giùm em 57 một mảnh cho chị cùi bắp luôn kìa. Like chốt lên giùm em nè mấy chị. Còn mảnh đúng không? Mảnh nó dài. Căng lên nè. Căng lên. Tay bấm cái ai vô nè, còn cái kia ở chị cùi bắp. Rồi chị cùi, em chào chị Nhân Kiều nha. Em mới đi tăng da về nên chưa kịp nhìn gì hết chị Nhân Kiều. Mới đi tăng da về xong rồi lên like luôn á chị Nhân Kiều ơi. Chị cùi bắp ơi, cái này em có dài hơn nè chị. Cái này tới... chắc là cái này nếu như chị muốn chia thì chia nè chị cùi bắp.
cái kia thì nó lỡ, cái này là ba, cái kia là ba mét, ba mét mấy á, còn cái này là 88.000 nha. Cái này là chị muốn chia thì chia được này, chị của bắp chia được không hay là lấy luôn? Bao nhiêu, 88.000 4 mét á chị. Đó, chị muốn chia đôi thì em cắt cho, còn không thì chị lấy hết thì chốt mã 88 chị cùi bóc nha. Lấy hết thì chốt 88, còn không thì nói là chia giùm em. Chị dài hả? Đổi chị Thanh thấy bạn đi. Dạ thôi bỏ cái cho chị mặn cho chị Thanh thấy bạn đi. Chị dài. Để cái này bỏ chị cùi bóc nha. Bông xăm to phía sau. Bông to phía sau em may ra nệm được không? À cái này hả chị? Trời ơi cái này mà may ra nệm mà thôi á, bao đẹp luôn nha. Chị xem lại nhí, hết mất tiêu rồi chị Hải Đa ơi, hết rồi, mấy chị chốt hết rồi. Chốt hết rồi nha chị. Cái này là may ra ok luôn á, mà em không biết còn bao nhiêu mét. Chắc cái này còn cỡ tầm 4-5 mét chị Trắng, Trắng Nguyễn Thâm nha. 4 mét đó chị. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em lụa nha mấy chị nha. Cái này em có được 2 mét. May ra mà sao có 2 mét hả chị Đắng Nguyễn Thanh? Hình như cái mặt đó có cái mặt lợi đúng không? Ai lấy chốt lên giùm em mã 29 nha mấy chị nha. 29 nè. À đây. Đây nha chị nha. 29 ngàn. Cái này lụa giấy á chị Hải Đa ơi. 29 ngàn. 29 ngàn nha chị nha. 29 ngàn. Cái này là sát không? Phải sát bọt. Cái này phải sát bọt không? Cái này bỏ cho chị cùng góc mạnh đấy. 29 em chốt chị Thúy Phạm nè. Em cho chị Phạm Son nha. Mua riết hết tiền, mua thiếu có gì. 3 mét đi em hả? Rồi ok chị nè. 3 mét hả? Thôi lấy luôn đi. Lấy luôn đi chứ cái này đâu cắt ra được đâu chị Trắng Nguyễn Thành. May ra mà. Đem coi thử. Lấy hết đi về may ra gối trời ạ. À. Em còn được 4 mét nè chị. Lấy hết luôn đi. Cắt đẹp á, cái này may ra được đó chị. Cắt đẹp giùm em nha. Rồi 4 mét là 65.000 nè chị. 65.000 nè. Lấy luôn đi chị ơi, về may có còn dư thì may cái ra gối. Không may đủ hai cái ra gối thì mình may đó hả, hai còn. Chị Phạm Son ơi lên số điện thoại giùm em, còn mảnh này cho chị Phạm Son nè. Em còn một mảnh cho chị Phạm Son nha. Ok, ok chị lấy cho chị Trắng Nguyễn Thâm nè. Em hết rồi chị Huyền Trinh. Trắng Nguyễn Thâm hỏi em trước mà. Rồi chị Phạm Son mình lên giùm em số điện thoại nha chị. Chị ơi lên số điện thoại giùm em với. Rồi ai lấy mã này nữa thì chốt lên giùm em. Phạm Son có bên ốc không? À. Ai lấy chốt lên giùm em mã 44 nè mấy chị. Lấy chốt mã 44 lên giùm em nha mấy chị nha. 44.000. 44.000 giùm em mã 44. Chốt mã 44 lên giùm em. 44 nè, 44 em chốt chị cho hai điều đúng không? Rồi cho chị Thúy Phạm 44 nè. Chắc 100D, chắc đẹp lắm luôn. Xích hả chị? Xích này là satin nha. Xích này là satin kèm mét lên giùm em nha mấy chị. Đây là satin kèm mét lên giùm em. Cái này nó hơi dài á chị Thúy Phạm. Có lấy nhiều thì em đo cho, còn không thì kèm mét em cắt cho. Rồi bi nữa chị nè. Bi này thì cái màu nó hơi, nó không được bắt mắt cho lắm nhưng mà chất của nó thì đẹp nha mấy chị nha. Chất của nó bao đẹp cho mình luôn. Lai chốt lên giùm em nè. Cái này em có được 1,5 mét nha. 1,5 mét chất này co giãn. 1,5 mét ai lai chốt lên giùm em bi 10 mét satin. Co căng đo cho chị sẽ được 10 mét không? Bỏ chị thêm khúc lụa giấy nữa nha. Lai chốt lên giùm em mã 30. Chốt 30 lên giùm em lụa giấy hả? 30 ai lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30 nè. Dạ rồi ok nè. 30 chị nào lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30 nha mấy chị. Chốt mã 30 lên giùm em. Để em kiếm mảnh lụa giấy nào ấy thì em bỏ cho. 30 nha mấy chị. Bi cho chị Thúy Phạm nè. Rồi nhí xăm mấy chị. Nhí xăm này lên áo thôi nha. Nhí xăm này lên áo thôi. Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em mã 19 nè. 19, ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em. Chị Trắng Nguyễn Thành còn coi em chị ơi. 19 em chốt chị Thúy Phạm nè. Chị Trắng Nguyễn Thành còn coi thì mình cố gắng chọn cho em thêm vài mảnh cho đủ đơn nha. Chọn thêm cho đủ đơn đi chị Trắng Nguyễn Thành. Rồi
Rồi lên cho mấy chị khúc vom này, mấy chị vom lá nè. Mày đẹp này mấy chị. Vom lá, ai like chút lên giùm em vom lá. Cái này em còn 2,5 m vom lá mấy chị ơi. 2,5 m cái này lên đầm áo dài đẹp lắm. Like chút lên giùm em nha mấy chị nha. Chị chốt một mảnh rồi, chốt thêm 2-3 mảnh là đủ đơn mấy chị Trắng Nguyễn Thâm. Rồi 33,000 chị nào like chút lên giùm em mã 33. Chốt mã 33 lên giùm em. 33 chị nào lấy 33 chốt 33 căng lên cho chị. 33,000 nha mấy chị nhân like chút lên giùm em mã 33. Cái này là von giùm em nha. 33 cho chị Phương Linh Hoa nè. 33 cho chị Phương Linh Hoa. Phương Linh Hoa nha. Rồi nhí nè mấy chị. Cái satin của chị là đủ 10 m nha chị nha. Là 158,000 giùm em nha chị gì? Thúy Phạm. Satin là 158,000 có cái bill rồi. Rồi ai like chốt lên giùm em. Cái này đủ may áo cho mấy chị. Cái này được 1,4 m. 1,4 m với mấy chị nha, 1,4 m nè. Mạng của chị Huyền Trinh hơi chậm nè. Cái này là 24,000 mấy chị like chốt lên giùm em ạ, 24 nè. Chốt 24 lên giùm em mấy chị, 24. Ai lấy 24 mình chốt 24 nhí nè mấy chị ơi. Nhí 1,4 m 24,000. 1,4 m 24 chị nào lấy 24 chốt 24. Mấy chị không chốt lá được thì mấy chị chốt mã này đi nè. Cái này là Long Vũ giùm em. 24 chốt chị Thúy Phạm nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này em có được 2,1 m này mấy chị. Hủy von nền đen. Hoa hồng 1,5 m. Phương Linh Hoa bỏ cái von này đây nè. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 33. Chốt 33 lên giùm em nha mấy chị nha. 33 nè. Mã 33 lên giùm em mấy chị. 33. Ai lấy 33 chốt 33 lên giùm em mã 33 21 nè nè. 33,000 nha mấy chị nha. Ai lấy 33 21 nè nè. Bỏ chị 24 chứ. 33,000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. Chốt 33 lên giùm em nè mấy chị nè. 33,000. 33,000 nha mấy chị nha. Lụa giấy Long Vũ nè. Cái này về lên áo dài hay là lên áo sơ mi gì cũng đẹp ạ mấy chị. 33,000 giùm em. Mã 33 lên giùm em nha mấy chị. Rồi cái này đủ áo cho mấy chị nè. Cái này em có được 1 m hơn xíu nè mấy chị. May áo thoải mái cho mình nè. 1 m hơn chị nào lại chốt lên giùm em mã 20. Chốt mã 20 lên giùm em nè mấy chị. Mã 20 nè. Chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em nha mấy chị. 20. 20 em chốt chị Thúy. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh nhí nữa nè. Lấy chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 2 m nè mấy chị. 2 m. Lấy chốt lên giùm em mã. Mã 33. Ai lấy 33 chốt 33 lên giùm em mấy chị nè. 33,000. Chị nào lấy 33 mình chốt 33 lên giùm em mấy chị. 33k. Ai lấy thì mình chốt mã 33 mấy chị ơi. 33. Lấy chốt 33 lên giùm em 2 m đổ bộ 33,000. Chốt 33 lên giùm em mã 33 nè. 33 cho chị Trắng Nguyễn Thần. Rồi này đẹp quá luôn. Cái này em có được 3,5 m. 3,5 m chị nào lại chốt lên. Cái đó hết rồi. Ai lại chốt lên giùm em 3,5 m mấy chị. 62,000. Không phải đâu. 62 chị nào lại 62 chốt 62 lên giùm em mấy chị này. 62 nè. Chốt mã 62 3,5 m. Hoa này đẹp quá luôn. 62,000 3,5 m. Cái này may ra cũng được nè mấy chị. 62. Chốt 62 lên giùm em mấy chị nha. 62,000 chắc này có co giãn lụa 75D 62. Chốt lên giùm em mã 62 mấy chị. 3,5 m chị nào mà không muốn lấy hết thì chia đôi nha. 62,000 mấy chị ơi. Lấy chốt 62 lên giùm em nha, mã 62. Rồi tiếp mấy chị, cái này là thổ cẩm giùm em, đuôi thổ cẩm, chân thổ cẩm nè. Cái này em có được 1,5 m chân thổ cẩm hoa. Cái này là vải xích bọc giùm em, 1,5 m, may áo dài cắt tông rồi vậy mấy chị, may chân váy rồi vậy cũng đẹp lắm. Hoa bông to sau lưng em có lót không? Bay hả? Có lót chứ chị. Cái này là phải lót nha. Cái này là von lên áo dài. Nếu như mà chị lên áo không không á thì chị không cần lót đâu. Nhưng mà váy đâm là lót giùm em. Rồi cái này là 28,000, ai lấy chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. 1,5 m nè. 1,5 m 28, ai lấy 28 mình chốt 28 giùm em mã 28. Chốt 28 lên giùm em. Rồi lụa nè mấy chị. 28 mình chốt chị Huyền Trinh nè. Rồi lụa mấy chị ơi 39,000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 39 hoa nhí đỏ 39,000 nè. 39,000 em còn 2,39 m. 2,39 m mấy chị nè. 2,39 m nhí đỏ.
Nhĩ đỏ 2m39 nha giùm em, chị nào lấy 39 chốt 39 lên giùm em nha, mã 39. Chốt 39 lên giùm em mấy chị này, 39 ngàn. Mã 39 lên giùm em, ai lấy 39 chốt 39. Đây là gì vậy? Rồi em có khúc dập ly mấy chị ơi, dập ly này đủ lên áo mấy chị, cái này về mấy chị lên áo đầm rút dây giùm em nha. Áo đầm rút quên, không phải quên, áo bẹt vai, áo rút dây rồi vậy mấy chị, đủ lên áo thôi. Lấy chốt lên giùm em mã 19 mấy chị. Dập ly. Dập ly 19 ngàn giùm em, chị nào lấy 19 chốt 19 giùm em nè, mã 19 mấy chị. 19 ngàn giùm em nha mấy chị, lấy chốt lên giùm em 19 nè. Chốt mã 19 lên giùm em, 19. Rồi màu xanh này mấy chị nè, em còn 3 mét. 3 mét rưỡi màu xanh, hình trái tim. 19 cho chị cùi bắp nè. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã. Mã 60. Chốt lên giùm em 60 ngàn mấy chị, 60 nha. Chốt 60 lên giùm em mấy chị, 60, 3 mét rưỡi, 60. Nhĩ xanh 3 mét rưỡi, bi trái tim xanh 60 giùm em, 3 mét rưỡi 60, 60 ngàn mấy chị ơi, lấy chốt lên giùm em mã 60. Cái này em có được 1m4 mấy chị, 1m4 von lụa không lót giùm em. Không cần lót von lụa, 1m4, 26 ngàn. 26, chị nào lấy 26, mình chốt 26 mấy chị nè, mã 26. Chốt mã 26 lên giùm em nha mấy chị, mã 26k. Ai lấy thì mình chốt 26 mấy chị nè, mã 26. Chị nào lấy 26 chốt 26 lên giùm em mấy chị, mã 26 nha. 26 ngàn giùm em, ai lấy 26 chốt 26 mấy chị nè, mã 26. Rồi cái này đủ áo mấy chị. Cái này em có được 1 mét đủ áo giùm em. 26 em chốt chị Huyền Trinh. Đủ áo 18 ngàn thôi. Chốt 18 lên giùm em nha mấy chị, mã 18. Cái này đủ áo 18 ngàn mấy chị nè, 18 giùm em mã 18. Chắc này có co giãn 18 ngàn mấy chị. Chốt 18 giùm em mã 18 nha. Rồi von mấy chị nè, phải lót giùm em nha. Von này 2m2. Lên váy phải lót giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn chị nào lấy chốt mã 27 mấy chị nè, 27. Chốt mã 27 lên giùm em mã 27. 27 ngàn chị nào lấy chốt mã 27 lên giùm em mã 27. 27 ngàn ai lấy chốt mã 27 lên giùm em mã 27. Chốt 27 giùm em cái chắc von nha mấy chị nha, 27 ngàn. 100D mấy chị nè, em còn 1m5 100D. 1m5 100D chị nào lấy chốt lên giùm em 1m5. Cắt 2m bông hồng trên sàn máy hả chị? Đây đúng không? Đúng thì ok giùm em nè. Cái đó là von. Rồi 24 chị nào lấy 24 chốt 24. 27 đưa cái 27. Ai lấy chốt lên giùm em 24. Các chị 2m này nè. Các chị 2m này nè. Rồi 27 cho chị Phương Linh Hoa nè. 24 em chốt chị Phạm Son nè. Lộn nha. Đó 27 cho Phương Linh Hoa. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này em có 4 mét mấy chị. Đây 4 mét nè. Đó mấy chị muốn chia đôi thì chia đôi nha. 4 mét muốn chia đôi thì chia đôi giùm em. Đỏ hình trái tim. Cái này là 73 ngàn mấy chị. 73 chị nào lấy 73 chốt 73 giùm em mã 73. Chốt 73 lên giùm em nè mấy chị nè, 73 ngàn. Chắc 100D 73. Tim 73 nha mấy chị nha. 73 em chốt chị Thúy Phạm. 73 cho chị Thúy Phạm. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này, chị nào lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em nhí xanh. Cắt này co giãn luôn mấy chị này. Co giãn luôn nha. Cái này em có được 2m1 này. 2m1 chị nào lấy chốt lên giùm em 2m1 nhí xanh. Cái này 38 ngàn mấy chị. 38 ngàn giùm em, chị nào lấy 38 chốt 38 giùm em. Cắt này co giãn 38. Cắt này co giãn 38 ngàn. Ai lấy chốt lên giùm em, cắt này đẹp nha mấy chị. 38 ngàn nhí xanh giùm em này. Nhĩ xanh 38, ai lấy chốt 38 giùm em. 38. 38 chốt chị Thúy Phạm luôn này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này. Lấy chốt lên giùm em này. Cái này em có được 90 phân thôi. 90 phân nha mấy chị nhân, 90 phân này. Chị đầu lấy chốt lên giùm em mã 17 lên áo thôi nha. Cái này lên áo thôi nha mấy chị. Lên áo thôi, chị đầu lấy áo thì chốt áo lên giùm em mã áo này. Áo nha mấy chị nha, áo 17 ngàn, chắc 100D có co giãn cho mấy chị luôn, 17 ngàn mấy chị.
Lấy chút mẹ 17 lên giùm em, mẹ 17 lên áo gắm này mấy chị nè. Ai lấy gắm thì chút gắm lên giùm em. Này lên đồ cho bè cho mẹ là rất là sang luôn. Gắm nha mấy chị nha, gắm thì em có được 3,5 m. 17 em chốt chị Ngọc Trần này. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 67. 67 nha, ai lấy chốt lên giùm em mã 67 mấy chị. Chốt mã 67 lên giùm em nha. 67 nha, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 67 mấy chị ơi, 67k. Chốt 67 lên giùm em mã 67 nè. Mã 67 giùm em, 67 chốt chị Thúy Phạm. 67 cho chị Thúy Phạm. Rồi em có 3 mét nhí xanh này mấy chị, lấy chút lên giùm em 3 mét. 3 mét nhí xanh chắc này rất là mát luôn, không có nhăn nha mấy chị nha, 52. Chút lên giùm em mã 52 nha mấy chị nha, 52. Ai lấy 52 chút 52, 3 mét 52 ngàn mấy chị nè, 3 mét 52 nè. 3 mét 52 đẹp lắm luôn nha, 3 mét 52 ngàn chắc này không nhăn, chắc rất đẹp luôn. 52 ngàn chị nào lấy chút lên giùm em. À, trên xào cũng 100 ngàn đó chị. 52 em chốt chị Hải Đa một mảnh, Thúy Phạm một mảnh. À, trên xào hả? Trên xào sọc hả? Đây hả? Đây đúng không chị? Cái này là satin nha. Cái này là satin nha chị nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh. Cái này áo thôi nha. Đây áo thôi nè mấy chị. Để sát chị xem 52. Trời ơi em để sát luôn á. Lấy cái mảnh 52 ra cho chị Hải Đa chị coi lại cho em. Rồi cái này em có được 1m1 này. Lấy cái mảnh 52 ra đi em. Ai lấy chốt lên giùm em mã 22 nè. 22 chị nào lấy 22 chốt 22 lên giùm em nha mấy chị, mã 22. Chốt mã 22 lên giùm em nha mấy chị nha, 22. Không coi coi cho coi. Đây này chị ơi. Đây nha, ở ngoài màu đậm hơn xíu nha. Trên like thì nó hơi nhạt xíu. Cái này là 21 hả? Rồi cái này là 22 ngàn nha chị Thúy Phạm nha, 22 cho chị Thúy Phạm nè. Rồi nhí hồng chị nào lấy chút lên giùm em mẹ nhí hồng. Ok có thì em bỏ chị thêm nha chị Thúy Phạm nha. Rồi cái này em có được 2 mét nè. 2 mét chị nào lấy chút lên giùm em 2 mét. Chốt lên giùm em mã 30. Chốt 30 lên giùm em mấy chị nè, 30 nè. Chốt 30 lên giùm em mấy chị ơi, 30 ngàn nha. Chốt mã 30 lên giúp em. Đây này nhớ nhiều quá hả? 30 chị nó lấy 30. 30 em chốt chị Nguyễn Hoa này, hello chị Nguyễn Hoa. 30 cho chị Nguyễn Hoa. Rồi lên tiếp cho mấy chị, cái này em có nhiều mảnh nè. Đây, nó không nhất định là bao nhiêu mét nha mấy chị nha. Mảnh 1,5 m, mảnh 2 m, nhưng mà em có nhiều mảnh von lụa không cần lót nha mấy chị. Mảnh von lụa là được cái là nó không có nhăn mấy chị, nó không giãn nhưng mà nó không nhăn nha. Đẹp lắm, cái này em có được 1,7 m. 1,7 m nhí xanh, ai lấy chốt lên giùm em. Cái này cũng 30 mấy chị, chốt 31 đi, khỏi lộn mã nha. 31 ngàn mấy chị. 31 ngàn giùm em, 31 ngàn đi mấy chị nè. 31 ngàn giùm em, chắc mềm lắm mấy chị. Có co giãn nhưng mà co giãn nhẹ thôi. Cái này co giãn. Co giãn mấy chị. Này có co giãn này. Chị nhận được vải rồi, vải đẹp. Cảm ơn em. 31 em chốt chị Nguyễn Hoa. Em cảm ơn chị Thu Hà nha. Nhận vải đẹp là ok rồi chị. Nhận vải đẹp là mừng rồi nha chị nha. Rồi 31 em còn nha. Chị nào lấy thì lấy nữa nha. Rồi em có mảnh nhí hồng nữa nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em. 31 cho chị hết hả? Dạ rồi ok chị nè. Bỏ cho chị mấy mảnh 31. Rồi nó từng khúc nha chị Thúy Phạm nha. Nó từng khúc nhưng mà nói chung không có khúc nào nhỏ đâu. Như khúc này là 3 mét rồi nè, 3 mét, 3 mét rưỡi nè. Nói chung 2 mét, 3 mét rưỡi, 1 mét nữa đúng không? À quên, khúc 1 mét rưỡi đúng không? Rồi vậy là em bỏ chị khúc nha. Cứ 3 mét rưỡi, 2 mét, 1 mét rưỡi gì đó em bỏ chị nha. Ok chị nè. Rồi bấm cho chị xuống cho một cái bill đi. Để về chị nhận. Chị lấy hết. Rồi nhí hồng này mấy chị, nhí hồng là cũng giống như nhí xanh luôn nha. Đẹp lắm luôn mấy chị, thiệt sự luôn. Cái vải này rất là đẹp luôn, mát nữa mấy chị. Lai chốt lên giùm em. Cái này là màu hồng thôi. Ai lai chốt lên giùm em nhí hồng nè. Nhí hồng này là 46 ngàn. Ai lai chốt lên giùm em mã 46. 46 ngàn, chị nào lai chốt lên giùm em 46 mấy chị. 46 nhí hồng nè. Nhí hồng chị có lấy hết không? Em bỏ cho chị hết nhí hồng luôn.
46 em chốt chị Nguyễn Hoa một mảnh đi này. Chị 6 thì 46 chị Nguyễn Hoa. Còn có nhĩ hồng bỏ chị. Ôm cái nhĩ hồng nó lâu đi, đem đem luôn đi. Nhĩ hồng thì ít hơn nha, không có nhiều bằng nhĩ xanh chị nha. Nhĩ hồng ít hơn nha chị Thúy Phạm. Hết hồng. Dạ rồi, ok chị nè. Nói chung mảnh nào cũng dài thôi chứ không có mảnh nào ngắn đâu, 1,5 m trở lên hết nha chị. Cái đó Nguyễn Hoa nhưng biết. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lụa này. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Mấy cái này đẹp này mà nhỏ này. Cái này em có được 1,1 m này mấy chị này. 1,1 m đủ may áo cho mấy chị. Lai chốt lên giùm em nha. Cái này 22.000. Ai lai chốt lên giùm em mã 22. Bỏ chị 22 chị nào lấy. Hôm bữa chị chốt mà không thấy em gọi điện. Chị Nguyễn Thúy Phượng hả? Chắc là của chị không đủ đơn á chị Thúy Phượng ơi. 22 em chốt chị Cùi Bắp nè. Của chị không có đủ đơn á. Hôm nay chị chốt lại cho em đi. Bữa nay vải đẹp lắm đây chị Thúy Phượng nè. Chốt lại đi chị. Chốt lại chốt cỡ tầm 4-5 mảnh cho đủ đơn nha chị Thúy Phượng nha. Chắc hồi bữa trước chị không đủ đơn, nhân viên nó không biết nó xả. Ví dụ khách quen thì nó giữ, nhưng mà khách lạ mấy chị không nói giữ là nó xả mất tiêu à. Rồi ai like chốt lên giùm em mã 61 nè. Like chốt lên giùm em mã 61 mấy chị. Chốt lên giùm em mã 61 nha. Đơn bao nhiêu? Dạ chị chốt cỡ tầm 4-5 mảnh là đủ đơn đó chị Thúy Phượng. Chốt 4-5 mảnh là đủ đơn thôi nha. Rồi 61.000 mấy chị nè. Em có được 3,5 m nha. Cái này chắc cũng đẹp lắm. Rồi ai like chốt lên giùm em 61. Cái này là 6,000 đây. Rồi cái này là cho chị hả? 61.000. Ok chị nè. Rồi cái này là đuổi lụa Hàng Châu nha mấy chị nha. Đuổi lụa Hàng Châu chắc này thì co giãn thì mấy chị like chốt lên giùm em. Đuổi lụa Hàng Châu chị nào lại chốt lên giùm em. Em có được 2,5 m mấy chị nè. 2,5 m chị nào lại chốt lên giùm em. 2,5 m. 2,5 m đuổi thì nó hơi nặng xíu. 53.000 mấy chị. 2,5 m 53. 2,5 m 53 chị nào lại 53. Dạ yeah, nhưng mà nhân viên nó không biết. Có khi nó xả rồi chị Thúy Phượng. Bây giờ chị chọn lại từ đầu giùm em nha. 53 em chốt chị Nguyễn Hoa. Chọn lại từ đầu giùm em, chọn giùm em 4-5 mảnh là được nha chị. Ý là ví dụ như khách quen thì nó còn giữ, chân khách lạ nhiều lúc đơn nhiều quá nó không nhớ, nó xả mất tiêu của chị. Chị mua shop nào cũng vậy đó. Chị mua shop nào mà nhiều lúc không đủ đơn là nhân viên nó xả hết à. Trừ khi chị là khách quen nha. Nên giờ thôi chọn lại ủng hộ em đi chị. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em beo nè. Beo lụa nha mấy chị nha. Chắc này 2,8 m á. Cái này em có 2,8 m. Chị nào lại chốt lên giùm em mã 45. 2,8 m 45.000. Chị nào lại chốt lên giùm em 45. Chắc này co giãn 45.000. 45 chị nào lại 45. Chốt 45 lên giùm em mã 45 mấy chị. 45.000 giùm em. Chốt 45 lên giùm em nha mấy chị. 45.000. Ai lại chốt 45 nè. Mã 45. Rồi cái này em có được 1,5 m nè. 1,5 m. Chị nào lại chốt lên giùm em 1,5 m. 45 cho chị Nguyễn Hoa. Rồi cái này là 26.000 mấy chị. 1,5 m 26 nè. 1,5 m 26. Chị nào lấy 26. Chắc này co giãn 26. Co giãn 4 chiều 26.000. 1,5 m 26.000 mấy chị. Lấy chốt lên giùm em 26 nha. 26.000 mấy chị nè. 26.000 giùm em. Chị nào lấy 26. Chốt 26. Măng gồn. Này bị lỗi. Bị lỗi mấy chị ơi. Bị lỗi nha. Sell cho mình nha. Măng gồn xăm bị lỗi nè. Em có được 1,6 m nè. Nhĩ xanh. Nhĩ xanh lỗi. Ai like chút lên giùm em sell. Sell cái này cho mấy chị 25.000 nha. Bỏ ra đây. Sell 25. Chị nào lấy sell 25. Chút sell 25 nè mấy chị. Mã sell 25 26 hả? Sell 25. Rồi 26 em chút chị Cùi Bắp nè. Lỗi 25 em chút chị Nguyễn Trần nè. Em ghi chữ sell vô luôn nha đi. Cái này dễ thương này mấy chị nè. Mai áo dài đẹp nha. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Mai đầm cho bé đâu vậy mấy chị. Chân hình con bướm nha. Von. Cái này là chắc von giùm em. Von giùm em nha mấy chị nha. Em có được 2 m nè.
Em có được 2 mét von hình con bướm trăng nha mấy chị. Lấy chút lên giùm em von. Chị nào lấy von chút lên giùm em mã 24 mấy chị, 24 ngàn nè. Chị nào lấy 24 mình chốt 24 giùm em mã 24. Chốt mã 24 lên giúp em nha mấy chị, 24k von. Con trăng hình con bướm, cái này về mấy đồ cho bé xinh này mấy chị, 24 ngàn. Chị nào lấy thì mình chốt 24 nha mấy chị nha, mã 24. Chốt 24 giùm em nha mấy chị, mã 24 nè. Rồi von nữa nè mấy chị, ai lấy von thì chốt von lên giùm em. 1,5 m nha mấy chị nha, 1,5 m nè, lấy chút lên giùm em. Lấy chút lên giùm em nha mấy chị, 21 ngàn. Em có khúc măng tầm 1,9 m. 2 mét bỏ về cho chị đủ đơn nha. Đứa nào vậy? Không, đừng cho nó nhảy lên. Dao đừng cho nó nhảy lên, coi chừng nó ngã xuống dưới đó. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 22 đi mấy chị. 22, chị nào lấy 22 chốt 22 lên giùm em mã 22. Nhưng mà mango lỡ cái màu chị không ưng sao chị Tấn Nguyễn Thành. 22, chị nào lấy 22 chốt 22 lên giùm em mã 22 nè. Chốt 22 lên giùm em nha mấy chị, 22. Cái này là von cho chị Ngọc Trần nha. Cái này cho chị Ngọc Trần luôn nè. Rồi em có khúc von nhí luôn nè mấy chị, dễ thương quá. Khúc von nhí này về may đầm giùm em nha. Cái này em có được 1,5 m von nhí mấy chị, 1,5 m. Lại chốt lên giùm em von nhí, von chinh phong nha mấy chị. Cái này mấy chị chốt lên giùm em 21 nè. 21, chị nào lấy 21 chốt 21 lên giùm em mã 21. Mã 21 cái đó là von luôn nha mấy chị nha. Rồi em còn khúc von này nữa nè, chị nào muốn lấy thêm, chị Ngọc Trần có lấy thêm không? Thêm thì comment là thêm giùm em với nha. Cái này là 23 ngàn. Thêm thì comment là thêm giùm em nha. Rồi cái này lên đồ cho bé dễ thương nè. Lên đồ bé dễ thương, hoa nhí chị lấy hả? Hoa nhí hả? Dạ rồi ok chị, xem like chọn cho em với nha. Rồi lên đồ bé mấy chị dễ thương chưa? Là lụa nha. Lại chút lên giùm em lụa nè. Cái này 16 ngàn. 16. Chị nói hoa nhí chị lấy, nhưng mà cái này là von mà. Von chị có lấy không chị Thanh Thúy Phạm? Cái này là von chi phong nha. Von là may váy nó phải lót đó chị. Rồi 16 may đồ bé cho chị Ngọc Trần nè. Rồi cái này là von này mấy chị ơi. Ai lấy von thì chốt von lên giùm em. À rồi ok chị. Rồi ai lấy chốt lên giùm em nè mấy chị. Cái này em còn 3-4 mét mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá à. Rất là đẹp luôn. Lấy chốt lên giùm em. Lấy chốt lên giùm em. Chị lấy von vàng cho nha em gái. Chị lấy von vàng nha em gái. À cái đó là may đồ bé chứ không phải von vàng đâu. Ai lấy chốt lên giùm em mã 45 4 mét này mấy chị. Đẹp quá luôn. 45 ngàn là von luôn nha mấy chị. 45. Ai lấy 45 mình chốt 45 mấy chị nè. 45 ngàn nha. Chốt 45 lên giùm em mấy chị. Von 45. Von 45 lên giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mảnh ha. 45. Cái đó là von nha chị Thúy Phạm. Cái đó là von á. Rồi ai lấy chốt lên giùm em. Cái này là lụa xốp mấy chị. Lụa xốp giùm em. Chị lấy không? Cái này em có được 1,4 m. Cái đó là von 4 mét á, chị có lấy không? Lấy chốt lên giùm em mã 29. Chốt 29 lên giùm em mấy chị nè. Cái nước quá. 29 nha, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 29. Chốt 29 lên giùm em nha mấy chị, mã 29 nè. Ok chị nè. 29 ngàn. Rồi 29 em chốt chị Hương Phạm nè. 29 cho chị Hương Phạm. Rồi chọn thêm 4-5 mảnh cho đủ đơn nha chị Hương Phạm. Rồi cái này là von này. Ai like chốt lên giùm em. Nghe von đừng chốt cho mấy chị nha. Chị nào mà không muốn chốt von là nghe von đừng có chốt. Cái này em còn 3 mét. Cái này em còn 3 mét von. Chị nào like chốt lên giùm em mã 30 nè. Von 30 ngàn mấy chị ơi. Like chốt lên giùm em mã 30 3 mét. Có 10 ngàn mét à von. Cái này là nó dài đẹp lắm luôn, sang lắm luôn. 30 ngàn mấy chị like chốt lên giùm em mã 30. Ba mươi ngàn von nhưng mấy chị nhân có 3 mét thôi. Rồi em có khúc nhí này mấy chị ơi, nhí đỏ nha. Ai lấy nhí đỏ chốt lên giùm em nhí đỏ này. Cái này em còn 1,5 m nhí đỏ mấy chị. Cái này chắc lụa nha. Cái này là lụa giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em 26 này. 26 chị nào lấy 26 bán mà kêu đừng chốt.
Highlight giúp lên giùm em 26 có đủ màu không số. Giấy đỏ cho chị Thúy Phạm. Nhân viên em nó mới cười em xong. Có lụa màu không hả? Lụa màu hồi bữa em có nha. Giờ em lùi lên. Em lùi lên lụa màu quá. Bé lâu lâu lấy cây lụa màu lên đi. Cây đỏ, cây đỏ nhiều. Cây đỏ là bên Bắc đó. Rồi nhiều. Rồi để em lên lụa màu cho mấy chị lên xen kẽ nha. Chị nào ơn chốt thì chốt nha. Rồi cái này lên đồ cho bé dễ thương lắm luôn nha. Cái này em có 1m1 mấy chị nè. Rồi ơi cái này là, nói chung mấy cái vải này là dạng vải may đồ cho bé mấy chị. Vải thô thô mấy chị nha. Like chốt lên giùm em. Chị nào like chốt lên giùm em mã 17 nè. Rồi hồng cho chị Hương Phạm nè. Rồi em có mảnh đuổi đỏ nè. Đó chị nào ơn lấy đuổi thì chốt. Không phải đuổi. Cái này là von nhưng mà von hàng nha mấy chị. Hương Phạm đơn kìa. Cái này là von hàng, cái này về rồi mấy chị ơi, mấy chị may áo dài, đồng váy là bao đẹp luôn nha. Đó, chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ lên giùm em. Đỏ thì chốt đỏ lên giùm em, nhưng mấy chị nhân vải này nó giống như mango nhưng mà mango mỏng vậy mấy chị. Nó dạng giống như mango, nó đẹp giống như chắc mango vậy nhưng mà mango mỏng nha. Chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ kèm mét lên giùm em đi. Có co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy đỏ thì chốt đỏ kèm mét lên giùm em. Với nha. Đỏ thì chốt đỏ kèm mét lên giùm em. Rồi lên cho mấy chị khúc áo nhí nè. Lại chốt lên giùm em còn 1 mét thôi, may đồ bé. May đồ bé chị nào lại chốt lên giùm em mã 16. Chốt 16 lên giùm em mấy chị nè, 16 nè. 16 chị nào lấy 16, chốt 16 lên giùm em mã 16. Sao mai lấy đỏ hết? Sao mai lấy đỏ hết làm sao mà có động lực lấy cái khác? 16 chị nào lấy 16, chốt 16 lên giùm em. Mã 16 giùm em nha mấy chị nha, 16. Đỏ 3m2 chị Nguyễn Hoa. Bé cách đi bé. Rồi cái này em có được 2m1 này mấy chị ơi, 2m1 này. Lấy chốt lên giùm em 2m1. 3m2 nha. Lấy chốt lên giùm em mã 40. 40.000 nha mấy chị nha, 40 chị nào lấy 40 chốt 40 lên giùm em mã 40 này. Mã 40 16 với chị Thúy Phạm. 40 nha mấy chị nha, 40 lụa nha mấy chị nha. 40.000 mấy chị nè. 40.000. Rồi cho chị Thúy Phạm 40 luôn. 3 mét nha. Em cân thử 3m2. Dạ rồi ok chị nha. Để bé nó cắt rồi em cân cho. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em nè. Cái này em còn, em còn được 4 mét mấy chị. Em còn được 4 mét nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em 4 mét mấy chị nè. Cái này mấy chị chia ra giùm em với nha. Ai lấy chốt lên giùm em mã 73 nè. 73.000, ai lấy chốt lên giùm em mã 73. Chốt 73 lên giùm em mấy chị ơi, 73k, ai lấy thì mình chốt 73 mấy chị. Chốt 73 lên giùm em nha mấy chị, 73, chất lụa luôn nha, 73 em chốt chị Thúy Phạm nè. 73 cho chị Thúy Phạm. Rồi 3m2 là 55.000 chị Nguyễn Hoa ơi. Cái này thì nó nhẹ hơn đuổi nha chị Nguyễn Hoa nha. À, gì hả? Đuổi là 2 mét là đã là 55.000 rồi, hoặc 50, tùy theo đuổi mỏng đuổi dày xíu. Còn cái này 3m2 mà có 55.000 à. Cái này nó nhẹ hơn xíu chị. Rồi ai like chốt lên giùm em cái này khúc lụa này mấy chị. Cái này em có được 3m rưỡi, cái này muốn chia thì chia cũng được luôn này mấy chị này. Đó, chị nào muốn chia thì chia cũng được, cái này lên ra giường dễ thương này, lên ra giường cho bé mấy chị dễ thương. Like chốt lên giùm em mã 74. Chốt 74 lên giùm em, chắc đều có co giãn nha. 74.000, co giãn may đồ bé được nha mấy chị. 74. 74 chị nào lấy 74 chốt 74 lên giùm em. 74. Em có von chinh phong loan nè. Von chinh phong loan chị nào lấy chốt lên giùm em chinh phong. Em còn 2m2 chi phong nè. 2m2 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 34. 34 như mấy chị nha, 34 nè. Loan 34 74. Ai like chốt lên giùm em. 34 em chốt chị Ngọc Trần. 34 cho chị Ngọc Trần. Rồi von cái này may đồ bé cũng dễ thương này mấy chị. Em còn có 1 mét thôi. 1 mét may đồ bé chị nào lại chốt lên giùm em. Ai đang xem thì chấm bài lên giùm em đi mấy chị. 13.000. Chị nói 13 chốt 13 mấy chị này, mã 13. 13.000 mấy chị, 1 mét thôi nha, may đồ bé 13.000. 13.000 rồi em có khúc satin này mấy chị này, satin này. 26.000 mấy chị, 1 mét rưỡi 26.000.
1m5 260 em chốt chị Hoàng Lê. 16 mấy chị, 16.000 nha mấy chị nha, 16.000 1m5 satin loan. 16 mấy chị, chắc này co giãn chắc đẹp nha. 16.000 mấy chị ơi, lấy chút mẹ mình sẽ lấy hình có cái dịch dịch hết ở dưới nè. Rồi cái này em còn 2m2, 16 em chốt chị Ngọc Trần luôn nè. 16 cái vòm nó đi. 10 cái vòm mới ấy, 16 nè. Ủa 13 mà 16 đâu? Cái này 13 mà chị, còn cái loan này là 12. Em coi. Cái này là 26.000 nha chị, em đọc lộn. Cái này 13.000 chị Ngọc Trần. Cái này là 26.000, nếu như chị lấy cái mã này chị chốt lên giùm em 26 nha. Lấy mã này chốt 26 lại giùm em với nha chị. Rồi lên đồ bé nè. Lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 2m2 nha, 2m3 nha mấy chị, lên đồ bé luôn. 2m3 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 40. Chốt 40 lên giùm em, cái này may đồ bé gái. 40 nha mấy chị nha. 40.000 lên giùm em. 40.000 ai lấy chốt lên giùm em mã 40 mấy chị. 42m5, cái này may ra cũng được. May ra cho bé cũng được nha mấy chị. 40.000 giùm em mã 40. 40.000 mấy chị ơi, 40. Rồi beo này mấy chị. Ai lấy beo thì chốt beo lên giùm em. Beo này em có được 1m5 beo, chắc co giãn mềm đẹp nha. 1m5 beo, chị nào lấy beo thì chốt lên giùm em mã 27. 27 beo, chị nào lấy beo chốt lên giùm em 27 mấy chị nè. 27.000 chị nào lấy 27 mình chốt 27 nó giùm em beo 27. Beo 27 mấy chị ơi, beo 27. Xin giờ con không nhảy. Beo 27.000 em chốt chị Ngọc Trần. Beo còn không? Beo khác được. Còn không? Còn không bỏ đi chị Phạm Sơn. Rồi em có khúc von này mấy chị, von này không lót giùm em nha. Đẹp lắm luôn nha. Cái này em có được 2 mét quá sang mấy chị ơi. Thật sự luôn cái beo cái hoa này nè, đẹp lắm luôn. Lấy chút lên giùm em. Cái này là 28.000 đây cho khỏi lộn mã mấy chị, 28.000 giùm em. Mã 28 không có thôi. 28 chị nào lấy 28 chốt 28 nên giùm em mã 28 này. Chốt mã 28 nên giùm em, cái này mà mềm rũ lắm mấy chị, nên áo không lót giùm em nha. Đẹp lắm luôn. Rồi 28 em chốt chị Phạm Son này. Rồi cái này may đồ bé dễ thương này mấy chị, lấy chốt lên giùm em may bé nha. May bé chị nào lấy chốt lên giùm em mã 27. Lên lại giúp em 27.000 mấy chị, hình con chim cánh cục 27.000. 27.000 may đồ bé giùm em có được 1m5 hơn nè. 1m5 hơn 27.000 giùm em, may đồ bé giùm em 27. 27.000 mấy chị này, 27. 27.000 nha. Rồi em có khúc mango 1m5 nè mấy chị. Khúc mango 1m5, chị nào lại chốt lên giùm em mango 1m5. Ai lại chốt lên giùm em 29. 29.000 chị nào lấy 29 chốt 29 mấy chị này, 29.000. May cái này may áo. May áo nam thì vẫn được mấy chị, 29.000 giùm em mã 29. 29.000 nha mấy chị nha, 29k. Ai lấy thì mình chốt 29. Rồi 29 em chốt chị Nguyễn Hoa. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh lụa hoa này. Đẹp quá mấy chị ơi, cái này 1m6 mấy chị. 1m6 hoa 100D. 1m6 hoa 100D, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 30 đi mấy chị, khỏi lộn mã 30. Mã này cũng 29 nè, mấy chị chốt 30 đi cho khỏi lộn mã nha. 30.000 giùm em, chị nào lấy 30 chốt 30 nè. Chốt mã 30 lên giúp em nha mấy chị, mã 30. Ai lấy thì mình chốt 30 giùm em mã 30 nè. Em có tơ mấy chị, 30 em chốt chị Hải Đa. Rồi tơ mấy chị ơi, tơ beo 10.000. Tơ beo 10.000, cái này là siêu nhẹ luôn, về mấy chị làm khăn tròn cổ nè. May áo. May áo thì lót á mấy chị, tơ nó nhẹ lắm, còn không thì làm khăn tròn cổ nha, nó siêu nhẹ luôn 10.000. Chị nào lấy tơ beo thì chốt lên giùm em 10. 10.000 mấy chị nè, 10.000 nha. Chị lấy 10 chốt 10 giùm em mã 10. Do lột sao. Rồi cái này 24.000 satin mấy chị ơi, satin 24. Chị nào lấy satin chốt lên giùm em mã 24 mấy chị, satin 24 nè. 24 cái này em còn 2m satin. 2m satin 24.000, chắc này co giãn 10 cho chị Phạm Son. 24 mấy chị ơi, 24 satin 24 giùm em mã 24. 24 nha. Cái này là 1m3 mấy chị, 1m2 nhĩ xanh. 1m2 nhĩ xanh lụa giấy, chị nào lấy chốt mã 16.
16 mấy chị ơi, 16. Ai lấy 16 chốt 16, cái này đủ áo cho mấy chị nè, 16 ngàn nè. 16, chị nào lấy 16 chốt 16 lên giùm em ạ, 16 mấy chị. 16 ngàn. 16 ngàn nha mấy chị nha, 16. Ai lấy 16 chốt 16 nè. 16 cho chị Quỳnh Giao. Rồi ai lấy mặt này chốt lên giùm em. Cái này em còn 3 mét nè. Satin nha mấy chị nha, satin hoa. 3 mét cười gì. Lấy chốt lên giùm em 3 mét satin nè. Chốt lên giùm em ạ, 57. 57 ngàn, chị nào lại chốt lên giùm em mã 57 nè. Chốt mã 57 lên giùm em nha mấy chị, mã 57 chắc này có co giãn 57 ngàn cho em mã 57. Đây, đây là mặt phải mấy chị, 57 ngàn. Chốt mã 57 lên giùm em nha mấy chị. Trời này đẹp lắm luôn. Cái này đẹp nha, 57 ngàn mấy chị nè, 57. Chốt lên giùm em 57 ngàn mấy chị. 3 mét 57 nè. Rồi lụa nha, lụa lá mấy chị nè. Em có được 1 mét rưỡi lụa lá. 1 mét rưỡi lụa lá, chị nào lấy chốt lên giùm em 1 mét rưỡi. Ai lấy chốt lên giùm em mã 30. 1 mét rưỡi lụa lá 30 ngàn mấy chị, 30 nha. 1 mét rưỡi 30 lụa lá, ai lấy chốt lên giùm em cái này về mấy áo đẹp ạ mấy chị, 30 nè. Chị nào lấy 30 chốt 30 lên giùm em mã 30. 30 lụa lá mấy chị nè, cắt co giãn. 30 ngàn giùm em chốt cái chị Phạm Son. Cái này 27 ngàn mấy chị ơi, 27 ngàn đeo đốm nè. Đốm 27 ngàn em còn 1 mét rưỡi luôn. 1 mét rưỡi chị nào lấy chốt lên giùm em 1 mét rưỡi 30 em hết. 1 mét rưỡi nha mấy chị nha, 1 mét rưỡi nè. Ai lấy chốt lên giùm em 1 mét rưỡi đeo đốm nha. Lấy chốt lên giùm em mã 27 mấy chị này, 27 ngàn. Chốt mã 27 lên giùm em mấy chị, 27. Rồi cái này em còn 1 mét vuông mấy chị nè, 1 mét vuông lên áo kiểu. 1 mét vuông lên áo kiểu giùm em. Lấy chốt lên giùm em 1 mét thôi, von siêu nhẹ 11 ngàn. Cái này 11 ngàn thôi nha, lấy chốt lên giùm em mã 11. Chốt 11 lên giùm em nè mấy chị, 11 nè. Mã 11 giúp em nha mấy chị nha, 11k. Ai lấy 11 chốt 11. 11 ngàn mấy chị, rồi von tơ luôn nè. Von tơ hoa nhí, chị nào lấy chốt lên giùm em. Tối nay 7 giờ em còn like nha, 11 cho chị Nguyễn Hoa. Em còn 3 mét tơ hoa nhí, ai lấy chốt lên giùm em mã 28. Tơ hoa nhí 28 ngàn mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 28 nè. Chị nào lấy 28 chốt 28 lên giùm em, tơ hoa nhí 28 ngàn siêu đẹp luôn. Tối nay 7 giờ còn like nha mấy chị nha, tối nay nhớ mấy chị bấm theo dõi trang fanpage của em đi, tối nay vào chọn thêm nha. Rồi 28 ngàn mấy chị nè, 3 mét 28. Này đẹp mà mấy chị không chốt mấy chị nè. 28 ngàn nhí giùm em 28 nha. Chốt 28 cho em đi mấy chị nè, 28. Rồi lụa mấy chị, cái này em còn 1 mét rưỡi lụa lập thể hoa này. Lụa lập thể hoa hạ 1 mét rưỡi. Em giữ đơn chị nha. Dạ tối về chọn thêm nha chị. Em dồn đơn cho mấy chị nay với ngày mai nữa. Là mốt em đi đơn mấy chị chốt giữ đủ đơn giùm em nha. Rồi 23 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em 23 mấy chị nè. 23 mấy chị ơi, 23 lập thể hoa giùm em 23. 23 lập thể hoa nha mấy chị nha, 23 ngàn. Lại chốt lên giùm em 23 mấy chị, 23 nè. Chốt mã 23 giùm em rồi nhí mấy chị nè, nhí nha. Ai lại chốt lên giùm em măng gồ nhí mấy chị. Măng gồ nhí giùm em, cái này em còn 4 mét. 4 mét vui vui. 4 mét chị nào lại chốt lên giùm em 4 mét. Lại chốt lên giùm em mã 67. 67 ngàn chào chị Trang Hình, 67 ngàn. 67 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em măng gồ nhí 67 ngàn mấy chị. Ai không lấy hết thì chia nha, 67. 67 em chốt chị Thúy Phạm. 67 cho chị Thúy Phạm. Một mảnh bỏ chị Nguyễn Hoa luôn kìa. Rồi von hoa nhí nữa nè, chị nào lại chốt lên giùm em hoa nhí nè. Ai lại chốt lên giùm em hoa nhí nha. Hoa nhí von đó mấy chị, cái này là hoa nhí von giùm em, cái này em có được 3 mét. 3 mét hoa nhí von 29 ngàn. 29 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 29. 29 ngàn hoa nhí von 29 ngàn mấy chị. 29 ngàn em có khúc lụa beo. À lụa hoa nhí. Cái này em có mango nha mấy chị, dân 90 phân. 90 phân lụa mango, lại chốt lên giùm em 90 thôi. 90 phân thôi mấy chị. 14 ngàn, ai lại chốt lên giùm em 14. Chốt mã 14 lên giùm em mấy chị, 14 ngàn nè. Mã 14 mấy chị nè, 14 ngàn thôi. 90 phân cái này về may
với chị pha phối may đồ giùm em nha, canh may giùm em. Hồi sớm chị nào chốt trượt mảnh này nè, ai like chốt lên giùm em. Cái này đủ lên áo cho mấy chị luôn nè. Lên áo, chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em, lụa 15.000. Cái này về chị nào biết may lên đồ đẹp lắm, 15.000 lên áo đẹp lắm đó chị. 15, chị nào lấy 15 chốt 15. Hoặc lần về làm khăn tròn cổ mấy chị ơi. Cái này về mấy chị may làm khăn tròn cổ cũng đẹp, 15. 15 giùm em, 15 cho chị Nguyễn Hoa. Rồi von này mấy chị, ai lấy von thì chốt von nha. Von này em còn 2, gần 3 mét đó mấy chị. Gần 3 mét von giùm em, chị nào lấy chốt lên giùm em. Gần 3 mét nè. Rồi cái này là 32.000 mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 32. Chốt 32 lên giùm em nha mấy chị, mã 32 nè. 32.000 cái này em còn được 3 mét, 32.000 mấy chị. 32.000 von nha, cái này siêu sang luôn. Cái này sang này mấy chị, 32.000 giùm em mã 32. Siêu sang giống trong luôn. 32 dị ứng. 32 chị nào lấy 32, chốt 32 lên giùm em. Siêu sang. 32.000 nha mấy chị nha. Rồi lụa này mấy chị, cái này chắc mango mà nó làm cái kiểu gì vậy mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn, chắc đẹp nha. Hai đồ bé mát lắm, lấy chốt lên giùm em. Cái này em có được 2 mét, may đầm váy cũng được. Ai lấy chốt lên giùm em nè. Em có được 2 mét, quả gì cũng biết nữa. Cái này liệu sao á. Cái này là mã 33 mấy chị, 33.000 quả liệu đỏ nha. 33, liệu đạn mấy chị. 33.000, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 33. Mã 33 nhìn giống hoa này mấy chị nè. Không có giống lựu đạn, giống hoa. Rồi cho chị Nguyễn Hoa. Rồi satin mấy chị ơi, ai lấy chốt lên giùm em satin. Satin nha mấy chị nha, satin, chị nào lấy chốt lên giùm em satin. Em còn 2 mét rưỡi satin nè. 2 mét rưỡi satin, cái này đẹp quá luôn. Satin, chị nào lấy satin chốt lên giùm em satin nha. Satin cái này là 28.000. 28.000 satin 28. Chị nào lấy 28 chốt 28 lên giùm em mã 28 này. Chốt mã 28 lên giùm em. Gần 3 mét đó mấy chị, 2 mét rưỡi. Ai lấy chốt lên giùm em có 28.000 à. Em chào chị Trịnh Hà. Chị ơi lên giùm em số điện thoại chị ơi. Lên cho em số điện thoại. Chốt đủ đơn cho em luôn, 4-5 mảnh là đủ đơn nha chị Trịnh Hà nha. Rồi von tầm mấy chị, von tầm chữ nè. Cái này em còn 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi von tầm chữ mấy chị, 2 mét rưỡi. Ai lấy chốt lên giùm em mã 34. 34, chị nào lấy 34 chốt 34 giùm em mã 34 nè. Mã 34 nha mấy chị nha, 34k. Ai lấy 34 chốt 34 giùm em. Em chào chị Mỹ Hạnh luôn nè. 34, chị nào lấy 34 chốt 34 giùm em nha mấy chị, mã 34 nè. Mã 34 giùm em nha mấy chị nha, 34. Ai lấy 34 chốt 34 nè mấy chị nè. Rồi cái này von tầm lên áo sơ mi đẹp lắm luôn á mấy chị. Von tầm lên áo sơ mi rất đẹp nha, 34.000. Ai lấy chốt 34. Mã 34 giùm em nha mấy chị, mã 34 nè. Cố gắng chốt đủ đơn giùm em với nha chị Trịnh Hà nha. 4-5 mảnh là đủ đơn rồi đó chị nè. Chọn, cố gắng chọn cho em đủ đơn luôn. Rồi cái này em còn 3 mét rưỡi von này, sang quá chừng luôn mấy chị. 3 mét rưỡi von, chị nào lấy chốt lên giùm em 3 mét rưỡi. Ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 43. 3 mét rưỡi von 43.000. Con đẹp không mấy chị ơi, trên phong. 43.000 giùm em cái này về mấy chị canh may áo dài đồ đẹp lắm. 43.000 von nha mấy chị nha. Von 43, chị nào lấy 43 chốt 43 lên giùm em mã 43. Đây nè, mấy chị canh này. Cái này lên áo dài đồ hoặc là váy gì cũng đẹp lắm. Lấy chút lên giùm em mã 43 von mấy chị. Von 43.000. Rồi sọc này mấy chị nè. Sọc này em còn 90 phân thôi. Sọc này 90 phân. Satin 28 em chốt chị rồi nhưng chị Trịnh Hà nha. Lấy chút lên giùm em mã 17. 17, chị lấy 17 chốt 17 lên giùm em sọc. Lên đồ bé. Ai lấy chút lên giùm em mã 17 mấy chị sọc này. Sọc nhan mặt mát lắm mấy chị ơi. 17. 17.000 chị là chốt mã 17 lên giùm em. 17 nha mấy chị. Rồi em có khúc satin nè. Satin cái này là 24.000 mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 24. 24 satin nha mấy chị nha, satin hoa 24.000. Chị nào lấy 24 mình chốt 24, cái này em còn 2 mét satin 24 mấy chị. 24.000 chị nào lấy chốt lên giùm em 24 nha mấy chị nha, 24k. Lấy chốt mã 24 satin chắc có kho giãn 24.
chốt mã 24 lên giùm em mã 24. Mày mày đồ bé này mày gì nè. Được chưa? Này giống như vải cốt tông gì mấy chị. 24 em chốt chị Trịnh Hà nè. Này giống như vải cốt tông nha. May đồ bé thôi, 90 phân thôi nè mấy chị. Đó, đẹp chưa? May đồ bé, chị nào lại chốt lên giùm em. Lại chốt lên giùm em mã 32. Chốt 32 lên giùm em nè mấy chị nè, 32 nè. Mã 32 nha mấy chị nha, 32. Ai lấy 32, cái này là may đồ bé là đúng chắc luôn mấy chị. May một cái bộ đồ bé lên rất là giá trị nha. Bởi vì cái chất của nó mấy chị ơi. Vậy mấy chị ủi ra may đồ bé đẹp lắm. 32.000 dài dặn mấy chị lên đồ shop đồ được luôn á. May ra giá trị 32.000 giùm em. Mã 32 giùm em nha mấy chị, mã 32. Ai lấy 32 mình chốt 32 nè. Yeah. Rồi ai lấy mẹ này? Rồi cái này em có được 1m2. Ai lấy chút lên giùm em mã 16. Lót hả? 16.000 chị lấy chút lên giùm em mã 16. Cái này satin 1m2 16.000. Satin 1m2 16.000 chị lấy 16 chút 16 giùm em này mấy chị, mã 16 nè. Chốt mã 16 lên giùm em nha mấy chị ơi, 16k. Ai lấy thì mình chốt 16 mấy chị nè, 16 cái này là satin đủ áo thôi nha. 16.000 giùm em. Satin màu có chị nhiều lắm. Lấy cho chị một cái satin màu xanh màu đỏ này đi. Chị muốn màu gì thôi để cho họ chị thử. Chị muốn lấy màu gì để em bé lấy luôn cho nó dễ hay là đủ màu? Rồi cái này em còn 3m rưỡi. 3m rưỡi chị nào lấy chốt lên giùm em 3m rưỡi nè. Ai lấy chốt lên giùm em mã 71. 3m rưỡi 71 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 71 nè. Chốt 71 lên giùm em mấy chị ơi, 71.000. 71.000 giùm em nha mấy chị, nhân màu cam 71.000 cho em mã 71 mấy chị. Mấy chị không lấy hết thì chia đôi nha, không lấy hết thì chia đôi mấy chị, 71.000 giùm em. Chốt mã 71 lên giùm em nha mấy chị, 71k. Ai lấy thì mình chốt 71 nè. Rồi lùa này mấy chị, cái này em còn 2m1 nè. 2m1 chị nào lấy chốt lên giùm em 2m1 lùa. 2m1 lùa chị nào lấy chốt lên giùm em 2m1. Em cứ like màu lên. Lấy chốt lên giùm em mã 45. Chốt 45 lên giùm em nha mấy chị nha, 45. Ai lấy 45 mình chốt 45 lên giùm em mã 45. 45.000 cái này là lụa mấy chị, 45.000 giùm em mã 45 mấy chị nè. 45.000 giúp em nha mấy chị ơi, 45. Ai lấy 45 chốt 45 lên giùm em mã 45. Chấm bài lên đi mấy chị ơi, chấm bài nha. Đừng im lặng như thế. Rồi em có khúc này nè mấy chị ơi, khúc này là khúc tầm ướt, em có được 2m tầm ướt nè. 2m tầm ướt. Tầm ướt nó cũng bóng bóng như satin vậy mấy chị, nhưng mà tầm ướt nó đẹp hơn. Lấy chốt lên giùm em mã 38. 38 mấy chị nè, 38.000 nha. Lấy chốt lên giùm em tầm ướt xanh 38 nè. Tầm ướt xanh 38.000 đẹp lắm luôn. Có co giãn. 38.000 chị lấy chốt lên giùm em mã 38 mấy chị ơi, 38. Tầm ướt xanh 38.000, ai lấy chốt mã 38. 38 lên giùm em nha mấy chị, 38.000. 38.000 giùm em. Rồi vàng này mấy chị. Lấy vàng chốt vàng lên giùm em nha. Vàng nha mấy chị nha, vàng cái này em có được 3m vàng. 3m satin vàng, chắc này satin chắc đẹp thôi nha. Chắc đẹp lắm luôn. 3m vàng 56.000. 56.000 thôi. 56 chị nào lại chốt lên giùm em mã 56. Chốt mã 56 lên giùm em. 56k để 56.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 56, chốt chị Nguyễn Hoa. Satin em chốt chị Nguyễn Hoa này. Rồi satin hồng chị nào lại chốt lên giùm em satin hồng, cái này 37.000. Satin hồng 37.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 37, chắc có co giãn hết nha, 37.000. Chị nào lấy 37 chốt 37 lên giùm em mã 37. Em có được 2m. 37.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 37. 37.000 chị nào lại chốt 37 lên giùm em satin 37, em chốt chị Trịnh Hà. 37 em chốt chị Trịnh Hà. Rồi cái này màu rêu giùm em mã 35.
35, chị nào lấy 35 chốt 35 lên giùm em ạ. 35 màu rêu nha, 35 ngàn em có được 2m 35 chắc to dạng luôn. 35 cái này về mấy chị lên làm thiết kế rồi vậy mấy chị đẹp lắm luôn nha. 35 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em ạ. 35 em thấy mấy cái chị nào khách của em á, chị lấy satin này về chị may váy đúng đẹp luôn á, chị đăng lên Zalo á. Ai lấy chốt lên giùm em ạ. 35 phối pyjama vậy đẹp lắm mấy chị. 35 ngàn rêu, màu rêu 35 ngàn mấy chị. Rồi 35 chốt cho cô Trúc Bùi. Trúc Bùi có đơn rồi đó. Rồi ai like chốt lên giùm em ạ. 29, cái đó là satin nhân cô Trúc Bùi nha. Rồi cái này 29 ngàn satin đỏ giùm em. 29 29 satin đỏ mấy chị. 29 ngàn satin đỏ nha. 29 ngàn giùm em. Cái này em có được gần 2m mấy chị. 1m9 á. Ai like chốt lên giùm em chắc đều có co giãn hết nha mấy chị nha. Đó, chắc co giãn hết. Like chốt lên giùm em. Đâu bao giờ khen mấy người đồ bay. Lại chốt lên giùm em ạ. 29 29 chốt chị Tịnh Hà. Em chào chị Xí Muội nha. Chị ô em xem trắng bi trên sao được không. Chị ô em xem. Em xem trắng bi hả? Đỏ hả chị Nguyễn Hoa? Đỏ em còn nha, để em lấy chị. Trắng bi hả? À đây hả? Đây, von ép nhan xí mũi nha, cái này là von ép nhan xí mũi. Von ép nha. Chị lấy satin đỏ hả chị, để em lấy, em nói bé lấy cho. Cái đó là von ép nha. Lấy satin đỏ một mảnh ra đi. Lấy von ép 20m. Cái này là còn được bao nhiêu thì còn thôi nhan xí mũi nha, chứ không có đủ 20m đâu. Cái này còn được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nha, rồi xí mũi chọn thêm hả? Cái này được 4 mét đó xí mũi ơi. 4 mét thôi à. Lấy thì ok rồi lên số điện thoại nha. Còn được có 4 mét thôi à. Em lấy cái mảnh satin dài dài chứ. Rồi xí mũi có chọn gì thì chọn thêm cho đủ đơn như xí mũi nha. Còn nào trắng nữa không em lấy thêm. Đây nè, còn mảnh von ép nữa nè, bỏ cho xí mũi luôn nè. Để đo từ bao nhiêu mét. Rồi cái này cũng 4 mét luôn nè. 4 mét là 8 mét nè. 8m. Cái đó là màu kem. Còn đây là màu trắng nè. Cái này là thơ hạt nổi rồi. Cái này còn mét thôi nha. Có tơ trắng không hả? Tơ trắng. Nhiều lúc này mình có mình cũng biết. Rồi lấy thì chốt lên. Rồi cái này là thơ hạt nổi 19 ngàn nha. Thơ hạt nổi 19 ngàn. Lấy mảnh đỏ dài dài thì. Rồi ai like chốt lên giùm em nè mấy chị nè. Cái này em có được 2m. Cái này em có được 2m. Chị nào like chốt lên giùm em 2m 38 ngàn nhí nha. 38 chị nào like 38 chốt 38 giùm em ạ. 38 mấy chị. Em mua nhiều thôi chị hả? À, biết là xí muội mua nhiều rồi nhưng mà không có. Nếu như có thì bỏ cho. Ai like chốt lên giùm em ạ. 38. Hiện tại là giờ không chưa có. Mấy bữa nhiều lắm. Ai lấy chốt lên giùm em ạ. 39 hoa nhí nè mấy chị ơi. Hoa nhí 39 ngàn nha. Hoa nhí 39 chị lấy 39 chốt 39 lên giùm em ạ. 39 nè. Chốt mã 38 chứ mấy chị. 38 nha. Rồi chị Nguyễn Hoa ơi, chị lấy cái đỏ này không? Lấy bao nhiêu mét nè? Satin 76 ngàn. 76 ngàn nha chị Nguyễn Hoa nha. 76 ngàn. Để em coi thử bao nhiêu mét. 76 76 ngàn. 76 ngàn em được 4 mét hả chị Nguyễn Hoa? 4 mét gần 5 mét luôn á. Chị lấy bao nhiêu mét? Lấy hết hay sao? Lấy hết thì ok, lấy hết còn không thì chia ra. Em cắt cho nha chị Nguyễn Hoa nha. À ô, ok vậy chị lấy hết á. Satin nha chị. Đó còn muốn chia ra thì em chia cho. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em. Cái này là von ép nè mấy chị ơi. Cái này em còn mảnh nhỏ thôi. Đủ lên áo cho mấy chị nè.
Chị nào lấy áo thì chốt áo lên giùm em mã 10 về canh may nha mấy chị nha, 10.000. Chị nào lấy 10 thì chốt 10 lên giùm em mã 10. Mã 10 nha mấy chị nha, ai lấy 10 thì chốt 10 lên giùm em mã 10 nha. Chốt 10 nha mấy chị, mã 10 giùm em. Rồi lụa này mấy chị, lấy shopping xanh. Rồi cái này cũng đủ áo cho mấy chị luôn nè, cái này không cần lót mấy chị, không lót nha. Chị khi nào có trắng nào alo. Ok, ok xí muội nha. Rồi ai lấy mã này chốt lên giùm em mã 26 nè. Shopping xanh nó đi. 26.000 chị lại chốt mã 26 này lên áo đẹp quá mấy chị. 26.000 không lót nha, 26.000 giùm em. Mã 26 chị nào lấy 26 chốt 26 giùm em nè mấy chị nè, 26.000 lên áo. Rồi satin xanh đen mấy chị nè, satin xanh đen cái này 32.000 mấy chị. Satin xanh đen 32 chị nào lấy 32 chốt 32 giùm em mã 32. Bao đẹp cho mấy chị luôn nha. 32.000 cắt co giãn nè. Cắt co giãn satin này satin hàng mấy chị, chắc đẹp lắm luôn. 32 chị nào lấy 32 chốt 32 giùm 26 hả? 26 chốt chị Trang Nguyễn. Chị Trang Nguyễn ơi lên số điện thoại cho em nha. Rồi 32.000 mấy chị, satin xanh đẹp lắm luôn nha. Chắc có co giãn mấy chị, chắc này bao đẹp cho mấy chị luôn. Rồi ai lấy chốt lên giùm em mã 31.000 mấy chị, satin xanh non này, màu xanh non. 31.000 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 31, chị đổ hàng cũng lên số, chị Trang Nguyễn lên số. Rồi cái này 31.000 nè. Cái này cho Trang Nguyễn nè, đây. Đó cho em. À quên cái đó cho đổ hàng, còn này Trang Nguyễn. Lộn. 26, 26 cho Trang Nguyễn chứ. Đây. Có gì thường cho 20 nữa không? Ủa? Tối 20. 20 hả? Đưa tí không? Không tí đâu. Để trong cái áo nha, còn không? Không có áo riêng. Mở tủ để trong áo riêng nha. Mở cánh tủ ra. Trong áo riêng của chú á. Rồi cái này là 31.000, chị nào lại chốt lên giùm em mã 31 này. Chốt 31 lên giùm em nha mấy chị nha, 31.000 ai lại chốt mã 31. Chị Đỗ Hằng ơi mình lên số điện thoại giùm em nha. 31.000 ai lại chốt lên giùm em, cái đó là 32 cho Đỗ Hằng nha. 31.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 31 satin xanh mấy chị, cái này là xanh nha. Tên line nó hơi nhạt xanh non á mấy chị. Xanh nhạt á. Ai like chốt lên giùm em chị Trang Nguyễn, mình cố gắng chọn thêm cho đủ đơn nha chị Trang Nguyễn nha. Chọn 4-5 mảnh cho đủ đơn nha chị. Rồi cái này là 52.000, chị nào lại chốt lên giùm em mã 52 nè. Xanh này nha mấy chị, 52.000. Ai like chốt lên giùm em mã 52. Mã 52 lên giùm em, xanh này 52.000 mấy chị, chắc co giãn hết nha, 52 nè. Mã 52, em có 3,5m 52.000. Lại chốt lên giùm em mã 52 nha mấy chị nha, 52.000 giùm em, có co giãn 52 nè. Bé lục ra chưa? Rồi. 52 chị nào lại chốt lên giùm em mã 52. Biểu nó đóng cửa tủ lại nhưng Úc. 52.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 52 nè. Chị nào lấy 52 chốt 52 lên giùm em. Cái này đẹp nè mấy chị nè, chắc co giãn nè. Cái này về mấy chị ủi ra lên đầm lên đồ đẹp lắm luôn á. 52.000 giùm em, chị nào lấy 52 chốt 52 mấy chị nè. 52.000. Còn sao tin này nè. Rồi lên cho mấy chị khúc von, cố gắng chọn đủ đơn nha mấy chị nha. Rồi cái này em có được 1,5m. À quên, 2,5m mấy chị. Von nha mấy chị nha, von nhí 2,5m nè. Lấy chốt lên giùm em mã 27. 27.000 chị mua gì? Mua một mảnh lót. 27.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 27 mấy chị, chốt 27. 27 chị nào lại 27 chốt 27 lên giùm em mã 27 xong rồi. 27.000 chị nào lại chốt lên giùm em mã 27 mấy chị nè, 27. Chốt 27 lên giùm em mã 27. Trời này mẫu này mảnh này đẹp quá, 28.000 mấy chị ơi, cái xanh này đẹp quá luôn, 28.000. Xanh này đẹp quá, 28.000 nha mấy chị. 28. 28.000 mấy chị ơi, lai chốt lên giùm em mã 28. Trời ơi, cái xanh này đẹp quá mấy chị ơi. 28.000 giùm em nha mấy chị, 2m nè. Có 28.000 cho mấy. 28.000 cái này mình để dành mấy cũng được. 28.000. 28 cái chốt thì chị Phương Linh Hoa nè, chị đổ hàng chốt sau rồi. Còn không? Đâu hết rồi. Cái đó em hết rồi mấy chị ơi, lấy chút nữa lấy cái xanh đó mấy chị. Sao tự nhiên ở đâu nó có cái miếng xanh đó mấy chị.
Rồi von này mấy chị ơi, von hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái này em có được 3 mét von hoa này. 3 mét von hoa, chị nào lại chốt lên giùm em 3 mét. Ai lấy 3 mét này chốt lên giùm em mã 33. 3 mét 33 ngàn von hoa siêu đẹp luôn, 33 này. Đẹp quá mấy chị, 33 ngàn. Cái này lên đồng váy áo dài là bao đẹp luôn nha. Chắc mềm rũ mát lắm, chinh phong. Rồi cho chị Trần Hằng này. Cái này là von 33 ngàn, 28 xanh bơ hả? Chị Đặng Hương, chị lên số điện thoại cho em nè. 28. À xanh, không phải 28, em hết mất tiêu rồi chị. Em còn xanh này thôi, xanh nhạt này thôi, xanh kia em hết rồi. Xanh kia mấy chị chốt hết rồi. Cái này là 31 ngàn nè. Chắc có co giãn nha. Xanh kia em hết rồi. Rồi ai lấy mã xanh này chốt lên giùm em. Chị nào lấy xanh này chốt lên giùm em mã 22 mấy chị nè. 22 Trần Hằng nè. 22 Trần Hằng cái bao ở dưới chỗ đi lên xuống. 22 ngàn em có 1,5 mét mấy chị. 22 nè. 22 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 22 nha. 22 chắc co giãn. Cái này về mấy chị ủi ra là đẹp lắm luôn mấy chị. Rất là đẹp nha. Rồi 22 em chốt chị Đỗ Hằng nè. Chị Đặng Hương chọn cho em ảnh khác nha, chị Đặng Hương nha. Rồi satin đỏ này mấy chị, lấy chốt lên giùm em satin đỏ. Satin đỏ này chắc được một cái quần rồi mấy chị ơi, 18 ngàn. Được một cái quần áo dài 18 ngàn giùm em. Em coi thử 18, đúng rồi. 1m1 có mấy chị, 18 ngàn được một quần áo dài giùm em nè. 18 ngàn giùm em nha, lấy chốt 18 mấy chị nè. 18, chắc mềm rũ lắm luôn nha. 18 ngàn satin luôn. Ai lấy chốt 18 giùm em. Mã 18 mấy chị, satin đỏ 18 ngàn nha. Chốt 18 mấy chị ơi, 18. Rồi lên cho mấy chị khúc hoa nhí nè. Cái này em có đủ áo cho mấy chị thôi, hoa nhí đủ áo. Hoa nhí đủ áo, chị nào lấy áo chốt áo lên giùm em. Chị nào lấy áo thì chốt mã 17 mấy chị nè, 17 lên áo 17. Cái màu kem. 17 chị nào lấy 17 chốt 17 mấy chị nè, lên áo thôi nha, lên áo 17 ngàn. Lên áo 17 ngàn. Rồi em có màu kem mấy chị nè, màu kem 25 ngàn. Màu kem cũng đẹp lắm mấy chị, 25 ngàn. 25 màu kem, chị nào lấy màu kem 25, em có 1,5 mét màu kem 25. 25, chị nào lấy 25, chốt 25 lên giùm em mã 25. Muốn gì thêm hả? 25, chị nào lấy 25, chốt 25. Mã 25 chắc là mềm rũ lắm mấy chị, 25 ngàn, co giãn này mấy chị nè, 25. Chị nào lấy 25, chốt 25 lên giùm em mã 25. Màu kem nha, 25 ngàn mấy chị ơi. 25 ngàn giùm em, mã 25. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã nè. Cái này em có được vải solinen rồi mấy chị, em có được đủ áo nè. Cái màu này, cái vải này mát lắm. Cái này 18 ngàn giùm em, chị nào lấy 18 chốt 18 nè. 18 ngàn vải xô như mấy chị nhân solinen giùm em 18 ngàn. Ai lấy 18 chốt 18. 18 ngàn giùm em, chị nào lấy 18 chốt 18 mấy chị nè, 18. 18 em chốt chị Nguyễn Hoa. 18 mấy chị Nguyễn Hoa. Rồi em có khúc nhí nha mấy chị nè. Ai lấy nhí chút nhí nha. Chị nào lấy nhí chút nhí lên giùm em. Nhí này em có được 3 mét nhí nè mấy chị. Đọc số mét để biết. À ủa em có đọc số mét mà chị Đặng Hương. Có đọc mà. Ai lấy chút lên giùm em mã 49 nè. 49 ngàn chị nói chút lên giùm em mã 49 3 mét. Em có đọc số mét mà ta. 49 ngàn 3 mét chị nói chút lên giùm em 49 ngàn 3 mét 49, ai lấy chốt lên giùm em 100D. 49 ngàn, ai lấy chốt lên giùm em nè. 49, 3 mét giùm em hoa nhí. Chắc này co giãn mềm đẹp cho chị Nguyễn Hoa 49 này. Rồi lên cho mấy chị khúc lụa nữa nè. Chị nào lấy chốt lên giùm em lụa luôn nha. Lụa hoa luôn mấy chị. Cái này em có được 1m7 lụa hoa 100D. 1m7, chị nào lấy chốt lên giùm em 1m7, 31 ngàn. 1m7, 31 ngàn. Chị nào lấy chốt lên giùm em mã 31 mấy chị. 31. Ai lấy 31 chốt 31 lên giùm em mã 31 mấy chị này, 31 ngàn. Có co giãn cho mấy chị luôn, 31 nha. 31, ai lấy 31 chốt 31 giùm em mã 31. 1,5 mét nha mấy chị nha, 1,5 mét. Ai lấy chốt lên giùm em mã 20. Chốt lên giùm em 20 von nha mấy chị nha, von 20 này. Von 20, chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em von hoa nhí 20, 1,5 mét.
1,5m 20V hoa nhí 20 này mấy chị nè, 20. Ai lấy 20 mình chốt 20 mấy chị ơi, 20 nha. Chốt mã 20 lên giùm em, mã 20 mấy chị, 20. 1,5m. Rồi em có khúc lụa giấy này mấy chị. Lụa giấy này em có được 1,5m luôn. Chất này có co giãn cho mấy chị luôn, 1,5m. Lấy chốt lên giùm em mã 23. Chốt 23 lên giùm em nè mấy chị, 23 này. Chị nào lấy 23 mình chốt 23 nha mấy chị nha, 23. Tối nay 7 giờ em còn like nữa nha mấy chị nha, tối vào chọn nha. 23 chị nào lấy 23 chốt 23. 20 cái này là von mà chị cùi bắp. 20 cái này là von lấy không? Lấy thì ok giùm em. Rồi 23 chị nào lấy 23 chốt 23 giùm em, cái này sang quá trời mấy chị. Này sang nha. Ai lấy chốt lên giùm em 23 này mấy chị nè, 23. Chốt mã 23 lên giùm em nha mấy chị nha, 23 nè. Ai lấy 23 chốt 23. Mấy chị nhấp vô màn hình mấy chị đang xem nè. Có chữ theo dõi. Xong mấy chị bấm cái chuông. Đừng có bấm cái chuông sao cho nó gặp ngang nha mấy chị nha, là tắt mất thông báo á. Bấm chuông nha mấy chị nha. Bấm chuông giùm em. Đang theo dõi xong mấy chị bấm cái chuông mà cái chuông nó thành màu đen là được nha. Là đến hồi like là có thông báo á mấy chị nha. Em chào chị Na Giai nè. Ok chị nè. Rồi 23 ngàn chị lại chốt lên giùm em mã 23. Chốt mã 23 lên giùm em. Rồi lên cho mấy chị một mã nè, chị nào lấy chốt lên giùm em nè. Rồi cái này em còn 2 mét nè mấy chị nè, 2 mét. 2 mét trái tim xanh đậu nha mấy chị nhăn, lấy chốt lên giùm em 2 mét thành trái tim xanh đậu nè, 32 ngàn. 32 chị nào lấy chốt lên giùm em mã 32 mấy chị ơi, 32. Ai lấy 32 chốt 32 lên giùm em, chắc này có co dạng 32. Mấy chị bấm theo dõi luôn giùm em đi mấy chị, bấm theo dõi liền giùm em luôn nha. 32 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 32 này. Nhấp vô màn hình mấy chị đang xem á, mấy chị bấm theo dõi luôn giùm em với. 32 chị nào lại 32 chốt 32 lên giùm em mã 32. Rồi von loan này mấy chị, cái này em có được 1,7m von loan này. 1,7m von loan chị nào lại chốt lên giùm em 1,7m 27 ngàn. 1,7m 27 chị nào lại 27 chốt 27. 27 32 chốt chị Nguyễn Hoa. 27 ngàn nha mấy chị nhăn, vai chốt lên giùm em mã 27 nè. Chốt 27 lên giùm em mã 27. 27 bây giờ mới về hiện thực. 27 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn chị nào lại chốt mã 27 lên giùm em. Hiện thực đau lòng. Hiện thực đau lòng. Rồi cái này là von nha mấy chị nhăn, von. Von caro mấy chị, đẹp lắm. Cái này về lên áo sơ mi đẹp nè. Lại chốt lên giùm em mã 59 nè, muốn chia thì chia nè mấy chị, 59 ngàn. 59 ngàn chị nào muốn chia thì chia nha, 59 ngàn giùm em. 59 ngàn giúp em nha mấy chị, 59 ngàn. Em có được 5 mét. 5 mét von caro 59 ngàn, cái này về lên áo sơ mi đẹp nè mấy chị, 59 ngàn chắc mát lắm. Chắc rất là mát luôn nha mấy chị nha, 59 ngàn giùm em. Chị nào lấy 59 chốt 59 nè mấy chị, 59k. Ai lấy chốt mã 59. Chốt 59 lên giùm em hoặc là chia ra giùm em nha mấy chị, mã 59 nè. Rồi em có khúc satin nè mấy chị nè, 59 em chốt chị Đỗ Hằng. Cái này là von nhưng chị Đỗ Hằng nha, 5 mét luôn á, chị muốn chia thì em chia nha. Rồi lên cho mấy chị một mảnh satin mấy chị nè, satin hoa. Satin hoa này em còn được 2 mét satin hoa mấy chị. 2 mét satin hoa chị nào lại chốt lên giùm em mã 36. 2 mét 36 ngàn chị lại chốt lên giùm em mã 36 nè. 36 ngàn mấy chị, 36. Satin hoa 36 ngàn, chắc có co giãn, chắc đẹp nha mấy chị, 36 ngàn giùm em. Mã 36 giúp em nha mấy chị, 36k. Satin hoa 36, cái này lên pyjama đồng váy giùm đẹp hết chắc mát. 36 ngàn giùm em nè, mã 36. Rồi von hoa luôn nè mấy chị. Ai lấy von hoa chốt lên giùm em, cái này quá sang luôn nè. Von hoa chị nào lại chốt lên giùm em có được 2,2m. 2,2m von hoa nha mấy chị, 2,2m nè. Lại chốt lên giùm em mã 31. 31 ngàn chị nào lại chốt lên giùm em mã 31 nè. Mã 31 von hoa nha mấy chị nha, von hoa 31 ngàn. Chốt 31 lên giùm em mấy chị nè, 31 ngàn von hoa. 31 ngàn mấy chị. Chốt 31 lên giùm em mã 31. 31 ngàn mấy chị nè, 31 ngàn. Rồi em có mảnh lụa lá mấy chị nè. Chị nào lại chốt lên giùm em lụa lá nha. Hoa mấy chị, lụa hoa màu vàng. Em có được 2 mét lụa hoa.
2 mét lụa hoa chị nào lấy chốt lên giùm em 2 mét 36 ngàn. 2 mét 36 chị nào lấy 36 chốt 36 lên giùm em mã 36. 36 lên giùm em chắc này có co giãn 36 ngàn giùm em mã 36 2 mét. 2 mét 36 ngàn mấy chị chắc co giãn 36 giùm em mã 36. Ai lấy 36 chốt 36 mấy chị nè, 36 ngàn. 36 ngàn giùm em nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mảnh em có được 1 mét rưỡi. 1 mét rưỡi nha mấy chị nha, 1 mét rưỡi. 38 chốt chị Trần Hằng, ai lấy chốt lên giùm em mã 15. Chốt 15 lên giùm em nha mấy chị, mã 15. 15 chị nào lấy 15 chốt 15. Mã 15 nha mấy chị nha, 15 ai lấy 15 chốt 15 này mấy chị. 15 nha mấy chị nha, 15. Rồi có mảnh này mấy đồ bé này mấy chị, màu tím này. Vải này vải gì cũng biết nữa. 15 chốt chị Đỗ Hằng. Đây này mấy chị, mấy đồ bé nha. Lấy chốt lên giùm em có được 2 mét. Cúc tím. Cúc tím nha mấy chị nha, chắc này cũng mát lắm. Ai lấy chốt lên giùm em. Ai lấy chốt lên giùm em mã 40. Chốt 40 lên giùm em nha mấy chị nha, 40 số vải của nó này. Đây này mấy chị, 40 chắc vải mát thì mấy chị 40. 2m 40 ngàn, ai lấy chút lên giùm em mã 40, chắc này có giảm. Có kho giảm 40. 40, đem không tắt đi Úc, rồi để xuống đó chứ đưa gì đó đi chút nữa sạc. Hay cơ mấy đứa sạc đi Úc ơi. 40 ngàn nha mấy chị nha, lấy chút lên giùm em mã 40. Cái này mấy chị lên đồ đẹp lắm luôn á. Cái này về mấy chị lên váy form, váy đồ mấy chị. Váy form suông rồi đó, rất đẹp luôn. 40 ngàn giùm em nha. Rồi lên cho mấy chị khúc von này. Von này em có được 1m7. 1m6 von, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 20 khi nào xay xay cái chuồng dưới. Đang nào móng không? Ảnh sao? Hình như ngồng qua cưa cái gì không? Lấy chốt lên giùm em mã 21 mấy chị nè, 21 von, 1m6, 21. Da cũng bị thành là da rồi. 21 chị nào lấy bà chủ dưới. 21 càng chị nào lấy chốt lên giùm em mã 21. Mã 21 lên giúp em nha mấy chị ơi, 21 ngàn. 21 ngàn chị nào lấy chốt lên giùm em mã 21 này. Rồi von nữa này mấy chị, cái này em có được 1 mét rưỡi luôn nè. 1 mét rưỡi von tơ, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 13. Von tơ này có 13 ngàn thôi, lấy chốt lên giùm em 13 nè. Chốt 13 lên giùm em mấy chị, von tơ 13. Tơ như mấy chị nhắn tơ 13 lên giùm em mã 13. Chốt 13 lên giùm em mã 13 nè. 13 mấy chị, 13 cho chị Đỗ Hằng nè. Rồi cái này em có đủ áo cho mấy chị nè, 1 mét mấy chị. 1 mét bi đỏ, 1 mét hình trái tim đỏ mấy chị ơi. Đủ áo cho mấy chị thôi, 20 ngàn. 20 ngàn chắc này chắc lụa giùm em 20. Chắc lụa 20 cho mấy chị nha, 20. Ai lấy 20 mình chốt 20, cái này đủ áo thôi nha mấy chị, 20 ngàn nè. Chị nào lấy 20 chốt 20 lên giùm em mã 20. Mã 20 nha mấy chị nha, 20. Ai lấy 20 thì mình chốt 20 mấy chị này, 20. Cái này em còn 3m, lụa 100D, 3m chắc co giãn. 3m 100D nha mấy chị, 3m. Nó bất thường á. 3m 100D, chị nào lấy chốt lên giùm em mã 52. Chốt 52 lên giùm em mấy chị ơi, 52. Mã 52 mấy chị ơi, 52 ngàn nha. Chốt 52, 3m 52, 100D chắc này co giãn mềm đẹp lắm luôn, 52 nha. Chốt mã 52 lên giùm em mã 52 nè. Chị nào lấy 52 mình chốt 52 mấy chị nè, 52 ngàn. Rồi tiếp mấy chị, cái này mango đủ áo nè. Mango hoa nhí đủ áo, chị nào lấy chốt lên giùm em mango hoa nhí đủ áo giùm em mã 15. Chốt 15 mấy chị nè, 15. Ai lấy 15 chốt 15. Chào đơn đơn. Chị có vải trắng lụa không chị? 15, chị nào lấy 15 chốt 15. Phải nó phải gì? 15. Phải không? Có đủ không? Còn đủ không? Đủ không? Không kia có nên chồng cánh. 15, chị nào lấy 15 chốt 15 lên giùm em mã 15. Ai lấy 15 chốt 15 lên giùm em. Còn ở dưới là mang gồm. Chị nào lấy 15 mango lên áo 15. Có lụa trắng hả? Có nhan đơn đơn nha.
Em lấy bao nhiêu mét vậy? Lụa trắng nè. Lụa trắng lấy thì chốt lên giùm em 48 nha. Lụa trắng 48, lấy chốt 48 nha. 48 ngàn nè. Chốt 48 còn 2m2, 48 ngàn, 2m2. 48 ngàn, chị loại chốt lên giùm em mã 48, 1 ký nữa. Vậy chị cắt cho em 6 mét nha, lỡ nó có hơn xíu cũng được nha. Rồi lên cho mấy chị một mã này, chị nào lấy chốt lên giùm em. Lụa nha mấy chị ơi, ai lấy lụa thì chốt lụa, cái này lên đồ bé này. Cái này em còn 5 mét, 3 mét rưỡi chứ. Được cần hết cái khúc đó lên thử. Ủa bao nhiêu mét thôi? Ủa, nhiều mà luôn, 8 mét thì luôn. 8 9 mét rồi. Rồi cái này 190 ngàn. Mango 5 mét nhé chị hả? Cắt đúng 5 mét thôi hả? Rồi 5 mét. Rồi ai like chốt lên giùm em nha mấy chị nha, like chốt lên giùm em nè. Chị nào like chốt lên giùm em mã 75. Không lấy hết thì chia nha, 75 nè. 75 ngàn like chốt lên giùm em mã 75. Chốt 75 lên giùm em nha mấy chị nha, 75k. Đo 5 mét út nha. 75k chị nào like chốt lên giùm em 75 hoặc là 75 chia. 75 hoặc là 75 chia giùm em nha mấy chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã này, chị nào lấy chốt lên giùm em. Chọn thêm gì nữa không, đơn đơn đi đơn luôn, đơn đơn ơi. Rồi cái này em còn 3 mét này, 3 mét nhí xăm. 3 mét nhí xăm chị nào lấy chốt lên giùm em 3 mét mấy chị. 3 mét nhí xăm 57 ngàn. Lấy chốt lên giùm em mã 57 mấy chị nè, 57 ngàn. Chị nào lấy 57 chốt 57. Năm mươi bảy ngàn nha mấy chị. Ai còn xem thì mình chấm bài đi mấy chị ơi. Chị nào lấy 57 chốt 57 lên giùm em mã 57 mấy chị nè. 57 ngàn nhĩ xăm 57 ngàn. Ai còn xem like chấm bài giùm em với. Rồi lên cho mấy chị khúc von này mấy chị, đẹp chưa? Cái này em có được 1m6 von. 1m6 von, chị nào lấy chốt lên giùm em 1m6 19 ngàn. 1m6 19, chị nào lấy 19 chốt 19 mấy chị, 19k. Ai lấy 19 chốt 19 lên giùm em nha, 19 ngàn, mã 19 mấy chị. 19 ngàn giùm em nha mấy chị, 1m6 19 ngàn von. Von có 19 ngàn thôi, lấy chốt 19 ngàn mấy chị nè, 19 ngàn. Rồi em có khúc von nữa nè mấy chị. Rồi toàn von đẹp thôi, cái này em có được 1m7. 1m7, chị nào lấy chốt lên giùm em 1m7. Lấy chốt lên giùm em mã 27. 1m7 27 ngàn, von quá sang luôn, 27 ngàn giùm em. Mã 27 nha mấy chị nha, 27k. Ai like thì mình chốt 27 giùm em, mã 27. Chốt mã 27, tối nay 7 giờ em còn like nữa nha mấy chị, thôi em nghỉ nha, không ai chốt nữa em nghỉ nha. Tối nay 7 giờ em còn like nữa, mấy chị bấm theo dõi. Mấy chị bấm vô cái màn hình mấy chị đang xem nè mấy chị. Đó, có cái chữ theo dõi mấy chị ở một bên nè. Mấy chị bấm theo dõi giùm em. Mình giả thiết đi chứ. Giả thiết mình có hình ảnh bên họ chứ. Mấy chị, mấy của mấy chị đâu phải không ít người già không đâu. Mấy chị tự bấm là tự ra chữ lên theo dõi thôi. Chúc đơn cho cô. Cô đổ hàng à, đổ hàng đủ đơn chưa? Để con coi thì cô đủ đơn chưa. Không thì tối cô vào cô chọn thêm á. Vải ký như thương nha, mấy chị vào đúng á. Đúng phân bay của em mấy chị chốt nha. Em chào chị Văn Thanh nè. Đủ luôn hả? À hôm nào giao hàng? Dạ mốt con giao nha, mai con còn like ngày nữa. Tối nay 7 giờ em còn like mấy chị. Ngày mai 1 giờ trưa, tối mai 7 giờ em còn like nữa nha. Nói chung like tối nay ngày mai nữa. Mốt em mới chốt đơn nha. Mốt em mới chốt đơn là mốt em giao hàng cho mấy chị luôn á. Nha. Tối vào chọn thêm nha mấy chị nha. Vào chọn thêm giùm em với. Bye bye mấy chị, cảm ơn mấy chị ủng hộ em nha.